chị ơi, mình vào lại hộ em nha. Hồi nãy nó bị mờ 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 chút xíu á, em bật lại liền nè, không biết còn mờ không nữa, cả nhà mình kiểm tra lại giùm em nha. Xem là nó ok chưa nè. Rồi, mẫu em đang mặc trên người nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1231. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1231 nha. Đầm này thì hiện tại em đang có cho cả nhà mình đó là size XL, XL thì trong tầm là khoảng từ 55 tới 60 kg mặt đẹp, 55 tới 60 kg mặt đẹp cho em nha. Xem nhanh luôn, 99.000 đồng cho mình luôn. Chị khách nào mới vào livestream nghe mình chấm bài tương tác nha. Đồng thời đừng quên chia sẻ livestream cho shop luôn. Đầm này siêu đẹp, siêu hot luôn, đang bán sale 99.000 đồng. Cận tới rồi cả gia, đầm bên em thì đầm nào mà còn một size hoặc hai size á, bình thường về 4 size nhưng mà đầm nào còn một size hoặc hai size thì em sẽ sale xả rẻ cho mình luôn nha. Cố gắng đặt hàng sớm, em tư vấn và chạy hàng chờ size cho cả nhà mình luôn. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1231. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1231 nha. Chị nào chưa có cái đầm này đặt hàng sớm. Dạ, em chào chị Nebimo, chào cả nhà mình mới vô. Em chào chị Xuân Thủy, cảm ơn chị ạ. Mẫu em đang mặc trên người 1231 này cả nhà, 1231 em sale nhanh cho mình luôn. Chị còn có giá tiền là 99.000 thôi, 99.000 đồng thôi nha. Đẹp xuất sắc cho mình luôn, có 99.000 đồng thôi ạ. Chị khách nào chưa có cái mẫu đầm này của em comment phía dưới liền, em tư vấn cho hàng chờ size cho cả nhà mình luôn. Là 1231 và kèm với số điện thoại cho em là được nha cả nhà ơi. 1231 kèm số điện thoại em tư vấn chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn nha. Sale nhanh cho mình còn 99.000 đồng. Sale nhanh cho cả nhà mình luôn còn 99.000 đồng thôi, mã sản phẩm 1231. Phía sau lưng em có một số mẫu, các chị mình thích cái mẫu nào? Đây, thích cái mẫu nào comment phía dưới em sẽ mặc lên cho mình xem nha. Rồi, nhanh tay đặt hàng sớm. Dạ, đầm này chất liệu vải lụa nha chị. Hàng lụa này thì lụa mango. Nó có độ to giãn nhẹ nhẹ cho chị nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1231. 1231 hàng lụa mango nha chị. Vải này mềm lắm, mặc vải mịn êm, co giãn nhẹ nhẹ cho mình, khóa khéo nằm đằng sau lưng. Em còn sót lại size XL, cả nhà mình xem 55 đến 60 kg mình mặc vừa thì mình comment phía dưới cho em là 1231 kèm số điện thoại để đặt hàng. Bây giờ thì em sẽ tiếp tục chuyển mẫu nha. Đầm này nó chỉ còn có một size thôi. Đó, còn những cái mẫu đầm đủ size cũng có, lẻ size cũng có thì em treo cho mình một số ở trên đây. Cả nhà mình xem mình ưng cái nào thì mình cứ việc comment phía dưới, em sẽ mặc lên cho mình coi luôn nha. 1231 xem nhanh chị có 99.000 thôi, 99.000 đồng nha, body nha cả nhà. Bây giờ thêm sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa. Rồi, tiếp tục lên luôn cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa nha. Xem nhanh cho cả nhà mình đây, cái em đầm này màu hơi bị xinh luôn này cả nhà. Các chị mình thấy bài like, chia sẻ like rồi chấm bài nha. Chị Thu Hiền có đơn hàng cho chị luôn, 1231 sale rẻ 99.000. Tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1284. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1284. Chị Thanh Thảo có đơn hàng cho chị Thanh Thảo nha. 59kg chị mặc được đó chị, 59kg mặc được, em đang sale 99.000 đó chị ơi. Cứ việc đặt sớm để em tư vấn chốt cho chị luôn. Rồi, đầm này còn size lớn này cả nhà ơi, 1284. Mẫu đang mặc trên người 1284, đầm này em còn size L 2 cái với lại còn 2X. Size L còn 2 cái với lại còn 2XL nha. Đầm này em sale rẻ cho cả nhà mình luôn. Cái đầm này để tuần là best seller của nhà em. Và cái màu của nó cả nhà mình thấy sao? Màu rất là trắng luôn, mặc lên là siêu ngọt. Và ngày hôm nay cả nhà mình được sale luôn nha. Em chào chị Thông Nguyễn nha. Rồi, nhanh tay đặt hàng sớm, em tư vấn 48kg, mẫu hồi này không vừa chị ơi. Mẫu hồi nãy em chỉ còn size lớn thôi, 48kg chị mặc size M nha. Những mẫu khác em có size M, mẫu nào có size M em báo cho. Rồi, em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1284. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1284, đầm này có hai size, size L với lại size 2X thì trong tầm khoảng là 50kg cho đến 65kg mặc đẹp luôn ha. Đầm mềm có co giãn nhẹ nhẹ như thế này, may một lớp, mặc vải mịn mướt kèm thêm hai túi nha, khóa kéo phía sau. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1284. 1284 nha, chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm nha. Không thấy 1294 hả chị Xuân Thủy? Rồi, 1294 là cái đầm beo đúng không? Để em xem bữa nào có em chừa cho chị một cái ha. Nha chị Xuân Thủy nha. Rồi, em đang mặc trên người 1284. Em đang mặc trên người 1284, 1314 đẹp đúng không chị? 1314 em cũng mua rồi. Đẹp lắm, em thấy cái màu của nó xinh quá trời luôn. Mà lâu lâu mới về được cây vải này. Hàng này nhung kim tuyến 7 màu cho mình luôn. Trên livestream mình thấy đẹp một thôi. Ở bên ngoài cả nhà mình nhìn rõ hơn thì mình sẽ thấy đẹp gấp đôi. Em bán ngay đây nha. Rồi, em đang mặc trên người nè cả nhà. Em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1
1284. Mẫu của em đang mặc trên người 1284. Rồi chị nào chưa có cái đầm này của em nào hàng sớm thì dùng em tư vấn chút sale nha. Là 1284 với số điện thoại cho em, đầm này sale nhanh nha cả nhà. 139 000 đồng luôn. Đó, coi giản nhẹ nha. Nền vải sẽ là màu xanh, phối cho mình là hoa hồng màu cam. Phần tay thì sẽ có xếp ly như thế này nha, co giãn luôn. Vải mềm mặc siêu êm luôn nha cả nhà. Rồi tiếp tục mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1284. 1284, hàng này cũng lụa măng gô luôn, vải rất là mịn, co giãn nhẹ luôn nha cả nhà. 139.000 đồng, còn sót là hai cái xanh lờ nè. Hồi bữa chị nào hỏi em á xanh lờ đâu. Bữa chị nào hỏi em xanh lờ đâu, đặt ngay cho em nha. Ở ngoài đẹp hơn em, chị Thương Thủy. Dạ đúng rồi chị, cảm ơn chị nhiều nha. Ở ngoài đẹp hả, cả nhà ơi, ở ngoài đẹp gấp đôi. Cả nhà mình nhanh tay đặt hàng sớm nha, em tư vấn chị hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại cho em là được. Rồi đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1284. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1284. Chị nào mình chưa có cái mẫu đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em. Em tư vấn chị hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn, số lượng có hạn nha cả nhà ơi. Sale nhanh cho mình luôn, 139.000 đồng. Rồi chỉ có giá là 139.000 đồng thôi, 139.000 đồng thôi. Đặt nhanh em tư vấn và chị hàng chị sai cho cả nhà mình luôn nha, số lượng có hạn luôn. 1294 đồng bê rồi, ok, bữa nào có em mai chừa cho chị nha. Mẫu em mặc có màu khác nha chị nha, em có màu khác nhưng mà cái nền khác chứ không phải cái hoa khác. Em có cái nền khác, nền này là 1286. Em đang mặc trên người 1284, cái nền là 1286. Để em xem nó còn size y chang không hay là khác. Rồi, cái đầm 1286 này chị còn M với lại 2X. M một cái thôi. Còn cái này còn L với 2X này chị. Đó, chị thích không? 139.000. Nếu như chị thích chị comment phía dưới 1286 để mặc lên người cho chị coi nha. Rồi em đang mặc trên người 1284, còn cái em đang cầm lên tay là 1286, sale đồng giá 139.000 đồng. Hàng siêu đẹp luôn. Chị Sơn Thủy khách quen bên em á cả nhà, mua về hoài luôn cả nhà ơi. Rất là ghiền. Đầm em giới thiệu trên livestream sao ở bên ngoài y chang vậy nha. Nhanh tay đặt hàng sớm cho em tư vấn chút sao. 1284 là màu nhạt, 1286 là màu đậm cho em nha. Bây giờ thêm sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác nữa đây. Ông ấy lần nào đặt hàng sớm thì dùm em tư vấn cho hàng vừa sai nha cả nhà. Em chào chị Nguyễn Na nha, chào cả nhà mình mới vô luôn. Rồi thấy bài livestream của em cứ chấm bài tương tác, đặt hàng đừng quên chia sẻ livestream cho shop là được nha cả nhà. Bây giờ thêm sẽ tiếp tục lên thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa nha. Tiếp tục lên thêm cho cả nhà mình cùng xem cái mẫu này đi. Rồi đầm này ngày hôm nay cũng sale luôn. Cái em đầm này ngày hôm nay cũng sale luôn nha cả nhà. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1309 nha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm, em tư vấn chưa hàng luôn. Chị đang chờ 1286 chị đem Vimo. Rồi ok chị mình luôn. Rất là đẹp cả nhà. Chị nào thích mà màu sáng thì mình đặt 1284. Còn nếu như mà chị nào mà mình thích một cái gam màu mà nó tối tối một chút xíu á, thì mình đặt hàng 1286. Hai màu cho mình luôn, thích chọn màu nào cũng được hết trơn. Rồi bây giờ em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1309 nha, 1309. Em chào chị Thanh Thúy nha. Rồi 1309, bây giờ chị nào đặt hàng em sẽ sale nhanh cho chị đó luôn. Giá ưu đãi luôn nha, các chị mình tranh thủ đặt hàng sớm, em tư vấn cho hàng vừa sai. Mặc lộn cái rồi hay gì đây. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1309 nha cả nhà. Đầm này màu xám nha, đầm này màu xám nha cả nhà. Em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1309. Rồi đầm này em còn size XL, 55-60kg mặc đẹp cho em luôn, sale nhanh cho cả nhà mình luôn nha. 119.000 đồng. Hàng này poly 2 da nha, co giãn cho mình luôn. Hàng poly mịn lắm, êm mà thoải mái nha, có phụ kiện luôn. Đó, cổ này cổ đắp chéo nha cả nhà, xếp ly phần eo che bụng siêu tốt. Mẫu em đang mặc cho người, mã sản phẩm là DA1309. Sao nhanh cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 119.000 đồng thôi. Rồi 119.000 đồng nha cả nhà. Mẫu em đang mặc cho người mã sản phẩm là 1309. Mẫu đang mặc cho người 1309. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm nha, em tư vấn và chị hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn. 1309 kèm số điện thoại, em tư vấn chút sale cả nhà nha. Số lượng có hạn, chị nào đặt hàng sớm có đơn sớm nè. Nhưng mà đầm này thì em chỉ cần cho mình là 12 cái size XL thôi à. Cho chị nào 55 cho tới 60kg mình mặc vừa nha. Và eo tối đa thì sẽ tầm eo 75.
75-80. E75-80 sẽ mặc vừa cái mẫu này. Rồi, chị Vân Ngô, chị Ngô Thị Vân có đơn hàng. Chị Ngô Thị Vân, em chào chị Hồng Trần nha. Rồi, mẫu đang mặc trên người 1309. Hàng này poly, cả nhà mình yên tâm đi. Vải dày dặn, mặc mềm, êm, thoải mái, co giãn có luôn. Khóa kéo nằm đằng sau luôn nha. Rồi, hoa nhí, chị Thùy Duyên. Em có hoa nhí, chị yêu nha. À, chị thích hoa kiểu nào? Chị thích hoa như này hả? Hay là như này? Hoặc là em sẽ có cái mẫu như thế này, nhưng mà nó bị lẻ size nha chị, chứ không có còn đủ size để em kiểm tra hay sao. Chờ em xíu nha. 1, 1, 3. Chờ em xíu nha chị nha. Để em kiểm tra xem nó còn đủ size không. 0, 2. Rồi, cái đầm này còn đủ size. Đầm này còn 2 size nhỏ. Đầm này thì em chỉ còn cho mình một cái thôi. Rồi, đầm này em chỉ còn một cái thôi nha. Nhưng mà rồi, hết rồi chị ơi, cái đầm nó hết rồi. Cái đầm hoa nhỏ nó hết rồi. À, với cái này để em xem còn không nha. Chờ em xíu. Rồi, đầm này em còn hai cái. Đầm này em còn hai cái nha chị, hoa nhỏ nha. Hoa nhí, đầm này em còn hai cái được không? Rồi, 1309 xem nhanh nha cả nhà, 119.000 đồng. 1309 em xem nhanh, 119.000 đồng. Chị nào thích thì mình đặt hàng sớm. Em để ba cái hoa nhí đây nha cả nhà. Em để ba cái hoa nhí đây nha. Đấy, mình xem hoa nhỏ vừa, cái này hoa nhỏ vừa, còn hai cái này hoa nhí. Đó. Rồi. Đó, còn hoa nhí nữa em bán hết rồi. Giờ chỉ còn nhiêu đó thôi chị ạ. Bây giờ thì em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho mình mẫu khác nữa nha. Suy nghĩ đi chị, ngoài hoa nhí mình còn thích thêm cái mẫu nào nữa không? Màu trơn hay là thích họa tiết gì đó. Rồi, bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác nữa nha. Chờ em chút xíu. Phía sau lưng em có mấy mẫu đó, không biết các chị mình thích cái nào không? Thích thì mình comment phía dưới, em mặc lên cho mình coi luôn. Rồi, lên cho mình cái mẫu đầm này đi, hơi bị xinh luôn nha. Chị Minh Phúc có đơn hàng nha. Tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1297. Chị Nguyễn Thị Phượng có đơn hàng nha, 119.000 đồng. Chị ở cái đầm màu xám hồi nãy là 119.000 á chị. Em còn XL, eo của chị phải là eo 75-80 thì chị sẽ mặc vừa. Và tùy mẫu nha. Mẫu bên em thì có đầm mà đủ, đầm lẻ. Cho mình cứ coi hết livestream, thích mẫu nào đặt mẫu đó cho em là được. Được quyền kiểm tra hàng trước khi mình thanh toán nha. Rồi, mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1279. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm 1279 nha. Rồi, chị Kim Thủy Mai, em cảm ơn chị rất là nhiều luôn nha. Rồi, em mượn cái comment của chị yêu mình nha. Đó, chị Kim Thủy Mai là chị khách mới bên em ở cả nhà. Còn chị Thu Thủy, chị Nebimo với lại mấy chị Lê Hoàng nè. Rồi chị Trốn Là Bình Yên nè. Mấy chị khách đó thì các chị mình đã quá quen đúng không? Khách quen, ngày nào cũng comment, nhận được hàng là vô lai liền. Đó, còn cái chị này là chị mới nè. Khách mới bên em nè cả nhà, còn vô nhiệt tình comment nữa, cảm ơn cái gì mình rất là nhiều. Em đang mặc trên người mã sản phẩm 1279 nha. Em đang mặc trên người 1279 nè. Đó, nhiều lắm, khách quen em nhiều lắm. Giờ kể chắc tới mai cũng hết quá. Rồi, có coi giãn nhẹ nhẹ nha, mặc vải mịn luôn, hàng lụa nha cả nhà. Một lớp kèm hai túi, khóa kéo phía sau. Em chốt ngay cho cả nhà mình luôn là 159.000 đồng. Rồi, ML nha cả nhà, 55kg đổ về cho em nha, size ML 55kg đổ về, mã sản phẩm 1279. Rồi ok, 159.000 đồng luôn, 159.000 đồng luôn. Các chị mình thích đầm này của em comment phía dưới cho em nha. Là 1279 và kèm với số điện thoại tư vấn cho hàng chờ size. Nền vải sẽ là màu đen, có phối cho mình họa tiết mắt xích màu vàng nâu như thế này, tay lỡ và cổ tay bẻ lên ha. Bo eo cho mình dán xòe một lớp kèm hai túi. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1279. 1279 xe nhanh cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn có giá tiền là 159.000 đồng thôi. Đầm em đã về cho mình mấy lần rồi chứ không phải đợt đầu. Đó, các chị khách bên em rất là thích. Form nhắn đầm này mặc lên bao sang luôn. Nhìn thấy họa tiết là thấy sang rồi đúng không? Chị Trang Huỳnh 1309 có đơn hàng nha. 1309, 119.000. Chị Trang Huỳnh ơi, sửa lại giá giùm em. 119.000 đồng. 1309 là 119. 1309, 119.000 đồng. Chị yêu nha, comment lại giùm em. Rồi, 1309 là 119.000 đồng cho em nha chị. Tiếp tục, em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1279. 1279 này là 159.000. 1279 là 159.000 đồng. Hàng lụa mango co giãn nhẹ nhẹ, may một lớp kèm hai túi, khóa kéo thì nằm phía sau lưng. Rồi, nhanh tay đặt hàng sớm đi giùm em. Mẫu này đẹp lắm nha em, cảm ơn chị ạ. Rồi, em chờ chị Trầm Hương. Chị Lan Anh có đơn hàng cho chị Lan Anh. 1279, 159.000 đồng nha cả nhà. Tiếp tục em sẽ thay thêm mẫu khác. Em có báo giá kỹ trên livestream á, cả nhà mình đặt hàng á.
Đó thì cả nhà mình nhớ comment đúng giá giùm em nha. Comment sai giá là các bạn chốt sai đó. Tại vì những bài like khác em vẫn đang bán 199 với lại 299. Những bài like khác em vẫn bán giá cao. Chỉ có livestream trực tiếp này thì em bán giá cho mình là giá ok thôi, giá rẻ thôi. Bây giờ thì em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác nữa nha. Lên cho mình xem cái mẫu này. Xuất sắc luôn này cả nhà. Xem nhanh luôn nha, trăm mấy thôi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA. Rồi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1286. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1286. Chị nào chưa có cái mẫu đầm này của em thì mình đặt hàng sớm, em tư vấn chờ hàng về size cho cả nhà mình luôn nha. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại em tư vấn chờ hàng về size luôn. 1309 em không còn size M chị ơi. Rồi bây giờ em đang mặc trên người nha, mã sản phẩm là DA 1 mấy tao quên mất rồi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1286. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1286. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em nha. Em tư vấn chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn. Rồi đang mặc trên người mã sản phẩm 1286, còn cho mình là size M với lại size 2X thôi. Size M còn một cái 40-50kg mặc đẹp. Và size 2X thì sẽ trong tầm khoảng là từ 57-65kg. Em size nhanh cho cả nhà mình luôn, giá chỉ có là 139.000 thôi, 139.000 đồng luôn. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1286 nha. Em đang mặc trên người mã sản phẩm 1286. Chị khách nào chưa có đồng này là hàng sớm thì dùng em nha. Em tư vấn và chị hàng về size cho cả nhà mình luôn. Số lượng có hạn nha cả nhà ơi, chị nào đặt hàng sớm thì mình lên đơn cho em luôn. 139.000 đồng đồng này, 139.000 đồng cổ tròn nha, phần tay lỡ có phối thun xếp ly nè. Rồi co giãn cho mình luôn. Hồi nãy thì em đã mặc một màu cho mình rồi đúng không? Hồi nãy em mặc cho mình cái màu nhạt rồi. Đây, hồi nãy em mặc cho mình cái màu nhạt là 1284. Còn em đang mặc cho người cái màu đậm hơn là 1286. Em xem nhanh cho mình là 139.000 đồng một chiếc. Màu nhạt 1284 này thì còn size L với lại 2X. Size L thì từ 50-55, 2X thì từ 57-65. Nếu như mà mình có thắc mắc hoặc là em nói nhanh quá nghe không kịp thì mình comment lại cho em là được nha. Rồi còn đây em đang mặc trên người mã sản phẩm 1286. 1286 này thì còn size M với lại 2X, xem nhanh 139.000 luôn nha, 139.000 đồng. Size M 40-50kg, 2X thì từ 57-65. Co giãn nhẹ nhẹ, nền đen cho mình có phối cho mình hoa nha. Đẹp chưa cả nhà, hoa hồng nha. Cái phần tay này về nhà mặc mê luôn nha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm, có dày gì hết chị. Vải này không có dày nha, vải vừa thôi, mềm vừa đẹp thôi. 1286 đó, em còn size M với lại size 2X nha, rất là đẹp cho cả nhà mình luôn. Hết thì mình đặt hàng sớm, chị khách quý em đang chờ mẫu này cả nhà, đẹp lắm. Mẫu này cả nhà mình mặc ghiền luôn, bữa trước em bé 279, giờ nó bị lẻ size, em xe rẻ mình luôn, xe rẻ xả hàng luôn. Chờ em xíu nha, để em tiếp tục thay thêm cho mình mẫu khác. Ấn đầm nào đặt hàng sớm thì dùm em nha cả nhà, em tư vấn trước sale. Em có cái đầm này hơi bị xinh luôn này cả nhà ơi. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1247. Tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1247 cả nhà nha. Sale luôn 139.000. Sale luôn 139.000 đồng, gái là xinh luôn đúng không? 1247, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1247 nha cả nhà. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1247 nha cả nhà. Đầm này thì em đang có cho cả nhà mình là size 2XL thôi. Đó, 139.000 đồng. Chị Nguyễn Hằng có đơn hàng nha, tùy theo chiều cao vòng eo. L88 thôi chị, 1286, L88. L88 mặc vừa không chị Lan? Nào. 1286 á, để đo thử ha. Rồi chờ em xíu nha các chị ơi, đợi em đo thử xem sao. Không biết nữa. Rồi tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1247. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1247 nha. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm nha, em tư vấn chờ hàng chờ size. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại đặt liền giùm em nha. Mình chờ em xíu nha chị, để em đo thử cho mình xem L88 mình mặc được không. Ôi L88 mặc được có chị Lan à. L bình thường á là tới 86 á, mà coi giãn ra nữa là được tới 88-90 luôn á. Nhưng mà thôi mình lấy 88 được rồi.
E 88 mặc đồ chị yêu nha, 88 mặc đồ cho em nha. Co giãn nè, co giãn nhẹ nè. Nhẹ thôi nha cả nhà, đừng trừ hao nha. Đừng có trừ hao nha, E88 mặc đồ của 1286 nha em. E88 mặc đồ 1286 nha em chị yêu nha. Em mới lấy trong bọc ra để em đo cho mình luôn nè. Rồi đây, em đang mặc trên người 1247. 1247 ngày hôm nay em sale rẻ nha. 1247 ngày hôm nay em sale rẻ luôn. Chỉ còn có giá tiền 139.000, 139.000 đồng nha cả nhà. Chị nào chưa có đằng này đặt hàng sớm thì dùng em. Vàng cây khô nha cả nhà. Vàng cây khô là 1247. Vàng cây khô là 1247. Còn đen cây khô. Đen cây khô đâu rồi? Ồ, đen cây khô của mình đâu rồi tầy? Vàng cây khô là 1247 nha cả nhà. Thì là hết rồi. Vàng cây khô 1247 xem nhanh luôn, 139.000 đồng. Vàng cây khô 1247 xem nhanh luôn. Chỉ có giá tiền là 139.000 đồng thôi, 139.000 đồng đẹp cho cả nhà. Có phối cho mình nguyên một hàng cúc phía trước như thế này luôn nha, xuất sắc nha cả nhà ơi. Rồi, chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm để em đo eo của cái này đi. Cái này 2X nè. Đó, cái này 2X nè, nãy em mới lấy trong bọc ra luôn. Rồi, để em đo thử cho mình nha. Thử coi coi á là vàng cây khô này có được tới eo 88 hay 90 gì không. Rất là đẹp cho cả nhà mình luôn, chưa có đầm này đặt hàng sớm. Rồi, 1247 139.000 cho em, 139.000 đồng. Chị Phú Nguyên có đơn hàng chị Phú Nguyên nha, em chào chị Trương thôi. Mẫu em đang mặc trên người 1247 139.000 nha cả nhà, 139.000 đồng. Đầm cây khô chị mặc ai cũng khen, em cảm ơn chị nhiều ạ. Rồi, ôi cái đầm vàng cây khô, ui cái eo bụng ghê lắm chị Lan ạ. E88 rồi, E88 nha, 1247 E88 nha. Mét 57 nặng 50kg không vừa, chị ơi đầm này size to lắm mà không vừa, về nhà bắp eo cũng không có đẹp nha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm. Mét 57 á mà 50kg mặc size L đúng không? Bình thường chị đặt bên em là size L đúng không? Rồi bây giờ á cái này còn size 2X thôi, size lớn. Rồi nhanh tay đặt sớm cho em size lớn nha. E80-88 cho em mặc đẹp. E80-88 cho em mặc đẹp, 139.000 đồng xe xả hàng, 139.000 cả nhà ơi. 139.000 đồng cái đầm này luôn, sale luôn cả nhà. Tại vì đầm bên em còn có một size à. Hôm nay là em lên hết. Đầm mà bên em còn một size, hai size em lên hết xả luôn. 130-140 cái thôi, thậm chí 99.000 cái thôi. Cứ việc đặt đây bên em tư vấn. Cả nhà được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Hàng mặt trên livestream sale bên ngoài trang dạy nha. 1247 sale nhanh luôn, 158kg mặc 2X vừa. 58kg mặc 2X vừa cho em nha. Có thể hơi rộng một chút nhưng mà chị bóp eo vẫn đẹp. Tại vì chị khách kia của em 50kg à, 50kg bóp nhiều lắm, bóp không đẹp, với lại có cái cổ sơ mi nè, bóp lại không có đẹp. Đầm suông á, mình đặt size lớn, to, mình bóp cũng được, nhưng mà đầm này đầm sơ mi. Rồi đầm sơ mi này thì trong tầm khoảng là từ 57 cho đến 65kg mặc được, eo 80 cho tới là 88. Chị vào size L, đúng rồi. Đúng rồi, em nhìn là em thấy, hay em thấy cái số đo là em biết ngay chị mặc size L rồi. Và cái đầm này là size 2X, chị mặc không có vừa nha. Phải mà size XL chị mua về bóp nhẹ thì được. Vàng cây khô 65kg mặc vừa. Vàng cây khô 65kg mặc vừa nha chị. Mã sản phẩm 1247. Vàng cây khô 1247 nha. Em chốt luôn 139.000. Chị Thảo Nguyên có đơn hàng 1247 nha. Dạ 139.000 chị ơi. Eo tối ra 80-88. Eo tối ra 80-88. Đặt hàng cho em. Nhớ đo kỹ cái eo cho em nha. 80-88. Còn mình cân nặng bao nhiêu á, mà nếu như có số đo đó thì các chị mình vẫn có thể mặc vừa. Rồi bây giờ em sẽ thay thêm cho cả nhà cùng xem mẫu khác. Mình chờ em một chút xíu nha. Em đi cho mình hoa nhỏ đi. Hồi nãy chị khách đã hỏi em cái hoa nhỏ nhỏ nè, để mặc lên cho mình xem nha. Chờ em chút nha. Hoa nhỏ này hôm nay sale rẻ lắm cả nhà. Hoa nhỏ này ngày hôm nay em sẽ chốt cho mình giá rẻ luôn nha. Có size luôn, có size E88-90 luôn. Mẫu em đang mặc trên người 1315. Mẫu em đang mặc trên người 1315 nha. Chị nào chưa có cái đầm này của em đặt hàng sớm 1315 kèm số điện thoại em tư vấn chưa hàng luôn. 1315 kèm số điện thoại. Ui, có cục sạc nè. 1315 kèm số điện thoại em tư vấn trước xe cả nhà mình luôn nha, số lượng có hạn. Cả nhà mình chờ em 3 giây nha, để em ghim sạc cái điện thoại nè. Đó. Rồi. Em đang mặc trên người 1315. Mẫu em đang mặc trên người 1315. Dạ vàng cây khô mã sản phẩm 1247 chị Lâm Ly ơi. Mã sản phẩm vàng cây khô là 1247. Em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1315. 1315 ngày hôm nay em sale là 159.000, chỉ có giá là 159.000 đồng thôi.
Rồi chị xem Nguyễn ơi, vàng cây khô mã 1247 cho em xin cái mã số nha. Chị comment cho em xin thêm cái mã số nữa. Comment cho em là 1247. Đó, comment cho em là 1247 là được. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1315. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1315. Nền vải màu đen có phối cho mình hoa mai nè cả nhà, hoa mai hoa đào nha. Đó, thì toàn bộ là hoa nhí hết. Chị có điểm cho mình vài cái hoa cúc đó, vài cái thôi. Thì nó to thôi, còn đa phần là nhỏ nhỏ thôi mà dễ thương lắm. Em sale nhanh nha, 159.000 đồng luôn, 40-70kg, đủ size. Hàng này đủ size có 159.000 đồng hả? 40 E75 nhỏ quá chị ơi, E75 nhỏ quá. 1248 á, là E80-88. E75 nhỏ quá mà không vừa. Bóp lại cũng không... bóp lại hả chị? E75 bóp lại sợ không đẹp quá à. Bóp lại chứ không được đâu chị ơi. Phải em mình 82-83 thì bóp được. Ủa, em mình 78 bóp được. E75 hơi nhỏ. Rồi em đang mặc trên người mẫu sản phẩm là DA1315. Mẫu em đang mặc trên người 1315 nha. Chị nào chưa có cái năm này của em đặt hàng sớm. E75 là mặc xanh L đúng không? E75 mặc xanh L không có được nha. Phải mà chị mặc XL thì mình về mua về nhà bóp cho em. Bình thường chị mặc XL chị mua về nhà bóp cho em được nha. Em đang mặc trên người mã sản phẩm 1315. 1315 ngày hôm nay em sale luôn. Chỉ còn có giá tiền là 159.000 thôi, 159.000 đồng. Em sẽ may cho cả nhà mình một lớp kèm hai túi có kèm cái sợi dây rồi. Cả nhà mình thích thắt phía trước cũng được, phía sau cũng được. Em thì em thích giấu cái sợi dây đi, cho em sẽ thắt phía sau. Hoặc là cả nhà mình có thể thắt bên hông vậy nè, làm cái nơ cũng rất là dễ thương nha. Rồi sale nhanh cho cả nhà mình luôn với mức giá chỉ có là 159.000 thôi. 159.000 đồng thôi. Chị nào chưa có cái đầm này đặt hàng sớm liền dùm em. Em tư vấn và chờ hàng chưa sao cho cả nhà mình luôn. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại cho em là được ha. Đó, làm cái sợi nơ bên hông. Xem nhanh cho cả nhà mình luôn nha. 159.000, 70kg đổ về. Rồi 70kg đổ về cho em. Chị Bảo Yến Nhi 1247 có đơn hàng nha. Tùy theo chiều cao vòng em bên em tư vấn chút sale luôn. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại cho em là được nha cả nhà. 159.000 đồng, đồng hoa mai mặc đi chi tết cả nhà ơi. Cận tết tới nơi rồi, 20 ngày đếm ngược cho em. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1315, 1315 nha. Xe nhanh cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền 159.000, 159.000 đồng. Đầm này đầm phơm suông rộng. Cả nhà mình chị nào thích mặc rộng, để rộng rộng như vậy mặc cho thoải mái. Còn nếu như mình thích eo o đồ ra thì đây, mình xiết cái cọng dây lại hồi trước. Đó thì sẽ có eo nha. Chị Thúy Nga có đơn hàng E73 mặc xanh L. Rồi đầm này eo tối đa tới 90 luôn. Eo tối đa tới 90 cho em. Hàng lụa Nhật chị ơi. Hàng lụa Nhật siêu đẹp cho mình. Xem nhanh cho cả nhà mình luôn. Chị còn có giá tiền là 159.000. Bây giờ em thay mẫu nha. Các chị mình chờ em xíu nha. Nhanh tay đặt hàng sớm, em tư vấn chưa hàng giờ sai luôn. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại. 1247 E88 mặc được chị ơi. E88 mặc được, chị cứ đặt đi. Vàng cây khô là 1247 cho mình. Rồi bây giờ thì em sẽ lên thêm cho cả nhà mình cùng xem cái em đầm khác. Lên cho mình cái đầm này đi. Lên đầm màu trơn đi nha cả nhà. Nãy giờ lên toàn là lấy sơ mi hoa tiết màu vàng nặng 62kg. À cái hồi nãy đúng không? Rồi đây, sơ mi màu vàng nặng 62kg. Cái này đúng không chị? Để lại comment giúp em 1247, 1247 cho em chị yêu nha. Rồi chị comment giúp em 1247 cho em nha. 1247, 1247 cho em chị yêu nha. Em chốt cho chị luôn. Với mức giá chị có là 139.000 thôi, 139.000. Rồi mã sản phẩm 1247 cho chị Nguyễn Bảo An nha. Chị Bảo Yến Nhi em chờ chị yêu mình luôn. Em 81 mặc được chị Bảo Yến Nhi ơi. 1247 cho em. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1283. Mẫu em đang mặc trên người 1283. Đầm này là chất liệu vải của nó là vải tuyết mưa. Vải của nó thì khá là dày dặn. Nhưng mà được cái mình mặc êm, mềm, thoải mái. Và không hề sợ khô cứng hay khó chịu gì hết. Đặc biệt rất là dễ chịu luôn. Rồi thích đầm này comment phía dưới liền dùm em tư vấn chưa hàng nha. Chờ em xíu nha cả nhà. Thích đầm này comment phía dưới nha, em tư vấn cho hàng giờ sao cho cả nhà mình luôn. 199.000 đồng. Rồi 199.000 đồng cho cả nhà mình luôn.
Em chào chị Chi Vy. Rồi, 1283, 1283 còn 2 size. 1283 đầm này em còn 2 size M và L. Đầm này em còn size M và L nha cả nhà. Đầm này thiết kế cổ vest nè. Đây cái cổ vest đẹp chưa? Vải của nó dày dặn ha. Rất là êm luôn, mềm. Êm mềm đẹp thoải mái, phối cho là ba cái cúc cách điệu. Cúc này 1247 có vừa không em? Vừa chị ơi, 1247 vừa. Chị mặc vừa đó, eo tối đa là eo 88 đổ về, chị đo eo cho em nha. Rồi có kèm cái túi, túi này đựng đồ được. Túi này đựng đồ được, không phải túi giả nha cả nhà. Có cái nắp đóng lại cho mình luôn. Rồi em may một lớp nha, có một túi đồn khóa kéo phía sau. Hàng tuyết mưa 55kg đổ về nha. Cho chị xem cái trước đó em mới thay ra, cái trước đó em mới thay ra. Cái nhí này đúng không chị? Cái nhí này đúng không chị ơi? Cái này là 1315. Cái này mã sản phẩm 1315 nha. Nền màu đen trắng mã mấy vậy em? Dạ y chang vậy, nền đen là 1248 mà em không có thấy ở đây á. Cho em chưa có mặc lên đó chị. Cái giống như vậy nhưng nền đen mã là 1248. Mã là 1248 nha. Em không có thấy đâu đây á. Cho nên hồi nãy em định kiếm mà kiếm không ra. 1248 đó chị. Cái nền vàng đó là 1247. Cái nền vàng là 1247. Cái nền đen là 1248 cho em. Y chang hơi khác mẫu một cái màu nền thôi. Mà kiếm không có ra. Không có thấy luôn nữa. Rồi, cố gắng đặt hàng sớm ngay cho em nha chị. Rồi, cái đầm hoa nhỏ này đúng không? Hoa nhỏ này mã sản phẩm là 1315. Hoa nhỏ này mã sản phẩm 1315 cho em nha chị. 1315, em chào chị Nguyễn Tâm. Cảm ơn chị đã chia sẻ like cho em luôn ạ. Rồi, hoa nhỏ này mã sản phẩm 1315 cho em nha chị nha. Hoa nhỏ là 1315. Bây giờ thì em sẽ tiếp tục thay thêm nha cả nhà mình cùng xem một cái mẫu khác. Em chéo đây nha. Các chị mình thích đầm nào của em đặt hàng sớm, phía sau lưng em nè, bên hông em nè có quá trời mẫu luôn. Các chị thì mình thích mẫu nào còn bên phía dưới cho em nha. Còn em đang mặc trên người 1283. 1283 còn size M và L 40-50kg. Em sẽ sale nhanh luôn cho mình là 199.000 đồng. 199.000 đồng. Chị Ca Mai có đơn hàng cho chị Ca Mai nha. Chị có giá tiền là 199.000 đồng thôi. Bây giờ thì em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác. Các chị mình chưa có cái mẫu đầm nào của em đặt hàng sớm nha, em tư vấn cho chị hàng chưa sai luôn. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại cho em là được nha. Rồi chờ em một xíu nha cả nhà. Lên cho mình cái đầm hoa đi. Rồi lên cho mình cái đầm hoa nữa đi. Xinh lắm, màu này thì hơi bị sang cho cả nhà mình luôn nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1312 nha cả nhà. Tiếp tục. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1312. 1312 đầm này em đang có cho cả nhà mình là 4 size đầy đủ, M là XL với là 2XL. Em còn cái kẻ trắng sọc nâu đó em. Còn cái kẻ trắng sọc nâu là sao chị? À cái này hả chị? Cái này trắng sọc đen đó chị. Cái này là em sale 179.000 đó chị ơi. Em cũng 88 nha. Em cũng 88 để mặc cho chị coi nha. Em giới thiệu nốt cái này là em mặc lên cho chị coi. Rồi em đang mặc trên người 1312. Cái đầm này là suông rộng. Cái hàng này đầm suông rộng nha cả nhà. Hàng này lụa satin. Bên em chỉ có một cái này lụa satin thôi, không còn cái nào khác nữa đâu. Rồi nền vải màu rêu cho mình, có phối cho mình hoa mẫu đơn là màu nâu. Nguyên một hàng nút vân gỗ phía trước. Nguyên một hàng nút vân gỗ phía trước cho cả nhà mình như thế này nha. Đó, may một lớp có hai cái túi eo tối đa eo 88 độ lại. Eo tối đa eo 88 độ lại cho em, sale nhanh. Có cái sợi dây, cả nhà mình thích buộc dây cũng được. Đó, thắt cái eo lại cho em, buộc trước buộc sau cũng được hết. Hoặc là cả nhà mình có thể phối làm phụ kiện. Đó, phối thành băng đô. Để cả nhà chị nào mà mình có cái sở thích đó, mình đeo băng đô nè. Hoặc là mình có thể là làm một chiếc nơ ngay đây. Đó, ngay phần cổ cũng được luôn. Tùy theo các chị mình thích phối xe phối. Cái này em tặng kèm cho mình thôi. Rồi em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1312. Suông rộng nha cả nhà. Suông rộng nha em chú với cả nhà mình luôn. Giá chỉ có là 159.000 đồng. Cái này nè cả nhà mình biến tấu sao cũng được nha. Thích biến tấu sao cũng được. Chị nào mà mình phối với lại cái cài tóc á, thành băng đô cũng được luôn. Rồi mình phối làm cái nơ ngay phần cổ cũng được luôn. Sợi dây thì khá là dài, cả nhà mình muốn làm gì cũng được hết. Em chú với cả nhà mình luôn nha, giá chỉ có là 159.000. 159.000 đồng hàng lụa satin, cả nhà mình biết rồi, mềm êm thoải mái. Độ bóng nhẹ, không có bóng quá. Đó, không có bóng quá đâu, êm lắm. Dạ em có một màu thôi. 1312. 1312 xem nhanh luôn nha cả nhà. 199.000 đồng. 199.000 đồng. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1312. Chị khách nào chưa có cái đầm này của em đặt hàng sớm là 1312, kèm số điện thoại em tư vấn cho hàng giờ sai nha.
1312 kèm số điện thoại tư vấn chốt xe cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn có giá tiền 159.000 nha cả nhà. Đẹp chưa? Cái màu hoa nó quá đẹp luôn đúng không? Cái màu hoa quá đẹp luôn đúng không cả nhà? 159.000 đồng thôi. Mã sản phẩm là 1312. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1312 nha. Rồi chị Xuân Cam, có đơn hàng chị Xuân Cam. 1312 ngày hôm nay em sale là 159.000 đồng. 1312 159.000 đồng. Cái sợ em thấy cái đồng này rất là dễ mặc, với lại phối dây này kia rất là dễ luôn. Đó, các chị mình thích thì mình có việc đặt sớm nha, em tư vấn chưa hàng luôn. Chị Thảo Nguyên, có đơn hàng chị Thảo Nguyên nha. Giấy nằm này giấy nằm suông rộng nha chị. Em cao mét 65, đồng này thì sẽ dài qua gối em đó. Dài qua gối em tầm 10 phân. Rồi chị Bảo Ly, có đơn hàng của chị Bảo Ly. 1312, 159.000 đồng, lên xanh nhí đuôi cá chị xem. Xanh nhí đuôi cá. Cái này hả chị? Cái này phải không chị ơi? Cái nhí đưa cá em hết rồi nha, em chỉ còn cái này thôi. Em chỉ còn cái này thôi được không? Rồi bây giờ thì em sẽ mặc cho mình xem cái sọc trắng. Hồi nãy chị nào còn mang cho em là sọc trắng nè. Bây giờ thì em sẽ mặc cho mình sọc trắng nha, chờ em chút nha. Em đang mặc trên người 1312 chị ơi. 1312 chứ không phải là xanh rêu. Đó. Mình cầm bên cho em xin cái mã số nha. Chứ mình đừng comment cái màu. Còn nếu như chị nào mà mình không nhớ mã thì mình comment cái màu, em sẽ báo cho chị cái mã để mình dễ đặt hàng hơn. Bây giờ thì em sẽ tiếp tục lên thêm cho mình mẫu khác. Rồi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1291. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1291 nha cả nhà. Ôi em xin lỗi, em xin lỗi. Em xin lỗi các chị mình nha, hên quá, về lại kịp. 1301. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1301 nha. Rồi, cũng là có cái sợi dây, dây này dây rồi nha. Cả nhà mình thích thắt thì thắt lại. Còn nếu như mà mình không thích thắt thì thôi, mình tháo ra luôn vẫn được. Cái sợi dây này mình làm phụ kiện gì đó. Rồi rất là 1270. A chị Chi Vũ 1270 đúng không? Ok chị Luân nha, có mẫu đầm đuôi cá. Em có mẫu đầm đuôi cá. Đuôi cá thì hiện tại em có mẫu này còn 2 size. Để em kiểm tra lại coi coi còn mấy size nha. 1270. Rồi, đuôi cá mẫu này em còn 2 size lớn. Đuôi cá mẫu này em còn 2 size lớn nè. Mẫu nào nữa ta? Ôi sao thiếu đầm tùm lum vậy? Rồi chờ em xíu nha. Với lại em có cho mình cái đuôi cá này. Đâu đuôi cá nào đâu? Đây, đuôi cá này. Em có cho mình đuôi cá này nữa nha. Đuôi cá này em còn đủ size. 1270 em bị lẻ size nha. Rồi các chị mình chưa có mẫu đầm nào thì mình đặt hàng sớm nha, em tư vấn chưa hàng luôn. Mã hàng kèm giá kèm với số điện thoại. Chị Lan ở 1269 mất tiêu rồi hả? Ừ, lấy rồi. Rồi chị nào chưa có cái mẫu đầm nào đặt hàng sớm thì dùm em tư vấn chút xe nha. Để em mặc cho chị xem cái 1270. Rồi chị Minh Phúc rồi. Đuôi cá nè chị, đuôi cá nè chị. Cái này em còn màu vàng nữa. Nhưng mà một chút xíu nữa em lấy mặc sao được không? 70kg có không? Có đầm 70kg nha. Đầm 70kg này giờ mặc qua 2-3 mẫu rồi đó. Mặc qua 2-3 mẫu rồi chị. Đây đầm này 70kg được không? Cái đầm này cũng 70kg cho mình nè. Đầm này 70kg nè chị. Đó, với lại cái đầm này chờ em chút nha. Đây với lại cái đầm này 70kg cho em đó, 70kg cho em nha. Rồi đầm nào còn 70kg nữa đâu, chờ em chút nha. Rồi chưa kiếm ra, chút xíu nữa kiếm ra em lên cho. Nãy giờ cho xem mẫu kẻ ô vuông trắng đen rồi. Ok, một đầm 1221 rồi, mới mua trưa hôm qua nay có hàng. Dạ em cảm ơn chị Phạm Hiền nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1301. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1301. Chị nào chưa có cái đầm này của em đặt hàng sớm là 1301 và kèm với số điện thoại em tư vấn chút sale. Đó, đầm này em sẽ chốt luôn cho cả nhà mình nha. 179.000 đồng. 179.000 đồng, mã sản phẩm là 1301. Mẫu em đang mặc trên người chất liệu thun mỹ nha, co giãn nhiều lắm. Co giãn 4 chiều rất là nhiều luôn, có phối cho mình nguyên một hàng nút phía trước. Em may cho mình một lớp nha cả nhà, khóa kéo phía sau nha, có kèm cái sợi dây nha cả nhà. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1301. Em đang mặc trên người mã sản phẩm 1301. Chị nào chưa có đồng này đặt hàng sớm liên dùng em là 1301 và kèm với số điện thoại cho em là được ha. Rồi 1301 với số điện thoại cho em nha cả nhà. À đuôi cá còn mẫu này nè chị. Đuôi cá còn mẫu này, đuôi cá nè. Chị thích em mặc mẫu nào comment phía dưới cho em nha. Đuôi cá em còn mẫu này nè, hoa hồng đuôi cá. Cũng đang sale có 100 mấy hả? Cả nhà mình mua hàng bên em yên tâm đi, giá cả phải chăng lắm. Nhiều khi nó rẻ lắm luôn á.
Rồi em đang mặc trên người giá 179.000 đồng, mới cầm màu vàng mã gì? Em mới cầm màu vàng này hả chị? Cái này đúng không chị ơi? 1315, cái này 1315 chị yêu nha, 1315. Rồi bây giờ em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem. Cái này 1315 nha cả nhà, hoa nhí 1315 nha. Nhiều khi em nói nhanh quá các chị mình nghe không rõ thì mình có thể hỏi lại em sẽ đọc lại cho mình một lần nữa. Rồi còn nếu như em nói chậm quá thì em sợ không có kịp thời gian. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1301, 1301 size L. Đầm này em còn đủ size chị yêu nha. Đầm này em còn đủ size M, L, XL với lại 2XL, 40kg cho đến là 68kg, 40-68kg. Mã sản phẩm là 1301, 1301 nha cả nhà. Ui size L hết hàng chị bé Bùi ơi, em mới kiểm tra lại nè, size L hết hàng. Cái mẫu này không biết còn không, để em kiểm tra cho mình ha. Hay là chị đặt cái này đi, 1291 nè. Chị đặt cái 1291 này đi, màu đen. Màu đen này còn đủ size. Màu đen này còn đủ size, hoa hồng đuôi cá. Đầm đuôi cá mã mấy vậy em, đầm đuôi cá? Chị thích đuôi cá nào mới được? Chị thích đuôi cá nào mới được chị ơi? Hoa hồng đuôi cá là 1270, 1270 giờ em mặc cho mình xem nha. Hồi nãy có chị comment cho em là mặc cái 1270. Thì bây giờ em sẽ mặc cho mình xem cái 1270, chờ em một xíu nha. Trong thời gian chờ đợi em thay mẫu khác, các chị mình chấm bài tương tác giúp em nha cả nhà. Rồi đầm hoa hồng 2X. Đầm hoa hồng mã sản phẩm là 1320. Đầm hoa hồng đuôi cá, đợi xíu mặc lên em báo mã cho chị nha. Đầm hoa hồng đuôi cá không phải cam màu đen đuôi cá, không phải cam màu đen đuôi cá. Rồi đen đuôi cá này mã sản phẩm là 1326. Cái đen đuôi cá này 1326, sale nhanh nha, 199.000 đồng. Rồi chị nào đặt hàng đặt sớm cho em, đen đuôi cá mã sản phẩm là DA 1326, 1326 nha. Để em kiểm tra lại xem, chờ em xíu nha, để kiểm tra lại cho chắc ăn. 1326. Rồi 199.000 đồng nha, 1326, 199.000 đồng, 1326 nha. Rồi tiếp tục, cái đó đặt rồi. Vậy để bữa nào em còn sóc hoa lại xin lời em báo chị bé Bùi nha. Rồi tiếp tục nha, em chào chị Phan Hương. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA 1270, 1270 sale nhanh 139.000. 1270 sale nhanh 139.000 đồng nha cả nhà, 55-65kg, 55-65kg. Đó, đầm xanh đuôi cá nha. Sau mẫu đầm này em lên cho mình đen đuôi cá nha cả nhà. Sau mẫu đầm này em lên cho mình đen đuôi cá nha, chờ em chút. Em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA 1270, 1270 đồng này sale nhanh 139.000 đồng. Em đang mặc trên người 1270, 139.000 đồng. Đầm này em chỉ còn size XL với lại size 2XL, trong tầm khoảng từ 55 cho đến là 65kg cỡ đơn, 55-65kg. Mã sản phẩm là DA 1270, 1270 nha các chị. Chị nào chưa có cái đầm này của em đặt hàng sớm nha, em tư vấn rồi chị hàng giờ sale cho cả nhà mình luôn là 1270 với số điện thoại cho em. Em sale nhanh cho các chị mình luôn, chị có giá là 139.000 thôi, 139.000 đồng. Mã sản phẩm là 1270 nha cả nhà, 1270. Chị Phạm Ngọc có đơn hàng 1270 nha, 65kg mặc 2X cho em, 65kg mặc 2X cho em. Đầm này em chỉ còn cho mình là 55-65kg mặc được, 55-65kg mặc được nha cả nhà. Hàng lụa nha, rồi màu xanh đuôi cá, màu xanh đuôi cá cho mình luôn, xuất sắc nha cả nhà. Bây giờ em sẽ mặc xem cho mình cái hoa hồng đuôi cá. Em chào chị Ngọc Thảo nha. Chị Dung Thùy có đơn hàng 51kg, 51kg vừa về bóp eo nha, 51kg mặc xanh L, mua size XL về nhà bóp eo cho em nha. Đầm này em hết size nhỏ rồi, hoặc đợi vài ngày nữa đi để em có size nhỏ em báo. Em còn sót kho size nhỏ em báo, chứ đầm này em không có về nữa. Rồi 58kg ok vừa nha. Tiếp tục em lên cho mình cái đầm body đen đuôi cá cho mình luôn, xinh lắm nha cả nhà. Thích đầm nào có việc đặt hàng sớm nha. Xem nhí đuôi cá còn size gì bao nhiêu em. Nhí đuôi cá hả chị? Nhí đuôi cá em hết rồi, nhí đuôi cá em hết rồi. Còn này được không? Còn này được không? Cái này cũng đuôi cá nè, cái này cũng đuôi cá nè, đẹp quá trời. Rồi chị Minh Phúc, xanh nhí em hết rồi nha, xanh nhí là không có còn đâu đó. Rồi em chào chị Kim Chi, dồn đơn cho chị luôn. Ok, dồn đơn sáng được chị nha. Em đang mặc trên người mẹ sản phẩm là 1320. Mẫu em đang mặc trên người 1320, đầm này nền đen đuôi cá nha cả nhà. Nền đen hoa hồng đuôi cá, nền đen hoa hồng đuôi cá nha. Rồi dạ ok chị, chừng nào có xanh L sót kho là em lên lai báo cho chị luôn.
Đó, em lên là em mặc, em báo với chị luôn. Giờ thì nó hết rồi, rất là uổng. Em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1320. 1320 đồng này em sale nhanh cho cả nhà mình luôn. Với mức giá chị có là 179.000 đồng. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1320. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1320 nha cả nhà. Đầm này là bao xe nha cả nhà mình luôn. Chờ em xíu nha. 1320. 1320 179.000 đồng. 179.000 đồng nha. Rồi nhanh tay đặt hàng. Ok chị Lan Thị Mai nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1270. 1320 179.000 đồng. Ok chị luôn. Không biết đọc tên chị sao hết trơn á. Nhưng mà em thấy comment của chị nha, 1320 179k. Xem nhanh nha cả nhà. 179.000 đồng. Body đưa cá cho mình luôn, đẹp chưa cả nhà ơi, xuất sắc nha. Đầm này mặc hơi bị sang luôn cả nhà. Cổ tròn dễ mặc nè. Cái cổ tròn này dễ mặc cực kỳ luôn. Phối cho mình là 3 cái nút hoa. Nút này nút cách điệu thôi, không có cài được. Nút làm điểm nhấn cho đẹp thôi. Không thích để mình về mình tháo ra. Tay lỡ này cả nhà ơi, vải mịn mướt nha, hàng lụa cho mình luôn, co giãn dài nhẹ nha. Rồi body sang như cả nhà, sang hết nó. Em mặc lên như thế này cả nhà mình nhìn sao? Tưởng là 300-400 đúng không? Mấy chị khác bên em cũng vậy, mấy trang khác cũng vậy, tưởng 300-400 không? Bây giờ em chốt luôn 179.000 đồng. Sale rẻ cho mình mỗi chị đó là mình sẽ được giảm giá tầm khoảng từ 150 cho tới 200 đó cả nhà. 150 cho tới 200 một chị á. Đây cái đầm này nè, rất là rẻ luôn. 179.000 đồng. Form sang lắm nha. Rồi 1320 chị yêu nha. Nãy giờ hỏi mẫu này đúng không? Mẫu này mã sản phẩm là 1320. Mẫu em đang mặc cho người 1320. Chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm. Chị hỏi em mẫu nào? Chị hỏi em mẫu nào? Chị hỏi em mẫu này hay là mẫu màu xanh nãy? Tại cái comment của mình nó nhảy sao em á. Nó nhảy sao em? Bây giờ em nói câu này đi, 30 giây nữa mình sẽ nghe được, xong hết mình comment. Là một chút nữa mới quay lại em mới thấy được comment của mình. Cho nên cả nhà mình ơi, mình comment rõ rõ giùm em nha. À, chị hỏi cái đuôi cá nền xanh hoa hồng này nè. Đó, chị hỏi cái này nền xanh hoa hồng hay sao, còn này nền đen hoa hồng nha. Rồi, cái này là 139.000 luôn nha. Để mặc cho chị coi, cũng đuôi cá, cũng dán chữ A. Dán chữ A nha. Rồi xa nhỏ nha, em đang mặc trên người 1320. Mẫu em đang mặc trên người 1320 nha. Còn mẫu nào vẫy von không em? Vẫy von hả chị? Vẫy von em có hai nhí này nè. Với lại em có cái đầm này được không? Còn von nữa nhưng mà em không biết nó còn không. Chờ em xíu nha, để em kiểm tra xem nè. Còn cái này nữa nhưng mà còn có 2-3 cái à. Cái này còn size M, ủa 4 cái chứ. Size M 3 cái, size L 1 cái. Không biết chị mặc vừa không nha. Còn cái này em còn 2 cái, size L với lại size size gì đây? Size L với 2X hay gì à? Rồi, à đúng luôn, còn L với lại 2X, mỗi size còn 1 cái, 299.000 đồng vải von nha. Rồi, tiếp tục em đang mặc trên người 1320. Chất lụa mango nha chị Nebimo, hàng này lụa mango chị Nebimo nha. Vải mềm êm lắm, khóa kéo em may đầu nằm đằng sau lưng, đẹp cực kỳ ha cả nhà. 1320 xem nhanh 179.000 đồng. 1320 xem nhanh 179.000 đồng. Các chị mình thích đầm này đặt hàng sớm. Cả nhà mình đừng quên chia sẻ livestream giúp shop nha. Mỗi chị chia sẻ 3 lần sẽ được chút sale. Nãy giờ em thấy các chị mình đặt hàng rất là nhiều nhưng mà chia sẻ ít cực kỳ luôn. Các chị mình mỗi chị cho em xin 3 lượt chia sẻ nha. Rồi về đừng quên chấm bài tương tác cho em cái. Em đang mặc cho người mã sản phẩm là DA1320. Sale nhanh cho mình là 179.000 đồng. 179.000 đồng nha. Rồi bây giờ thì em sẽ tiếp tục thay thêm cho mình một khác. Chị Trung Diễm có đơn hàng 1320. 1320 nền đen hoa hồng nha cả nhà. Đầm này mặc là 3 sang cho mình luôn. Mới nhìn là thấy hở, tưởng nó mấy trăm. Đó, những trang khác em đang bán 300. Nhưng mà trang này chị khách nào đặt hàng có chia sẻ là em chốt luôn 179.000 luôn nha. Rồi để mặc thêm cho mình cái đuôi cá. Nhưng mà không phải body nha, mà là cái dán á. Dán chữ A, dán xuông đuôi cá. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mẹ sản phẩm là DA1298 nha cả nhà. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mẹ sản phẩm là DA1298. Đầm này thì em đang có cho cả nhà mình là 4 size. Em chờ chị Huỳnh Như. 1298. Đầm ổ 3 size, đầm em còn 3 size nhưng mà từ 45 cho tới 62 kg. 45 cho tới 62 kg các chị mình sẽ mặc được nha. Mã sản phẩm là 1298.
1298. Chị nào chưa có năm này đặt hàng sớm liền dùm em nha. 1298 với số điện thoại cho em là được luôn. Đầm này ngày hôm nay cả nhà mình được sẽ được sale rẻ 139.000 đồng. Em cảm ơn chị Pha Trương rất là nhiều luôn nha. Trời ơi, vừa ý, cái chị mình vừa ý là em rất là vui. Cả nhà mình ơi, chị nào mà mình mới bị đến bên shop em á, mua thử chiếc tầm 100-230 về mặt thử coi sao. Ưng không ưng thì quay lại đây mua tiếp. Em đảm bảo cả nhà mình sẽ còn quay lại. Đầm này thì chất liệu vải cát nha. Nền vải sẽ là màu xanh và có phối cho mình hoa hồng như thế này. Đầm này form hơi nhỏ, từ 45 cho tới 62 kg thôi. 45 tới 62 kg mặc vừa cho em nha. Eo tối đa thì eo 82-83 đổ lại, em chốt luôn cho cả nhà mình. Giá chỉ có là 139.000 thôi. 139.000 đồng nha cả nhà. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1298. Mẫu em đang mặc trên người 1298. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm là 1298 với số điện thoại cho em là được nha cả nhà. Đầm này chất là vải cát nè, mềm, có độ rũ cho mình luôn. Khóa kéo sẽ nằm đằng sau lưng, mã sản phẩm 1298. Bây giờ các chị mình thích cái đầm này của em, nhanh tay lên đơn em tư vấn chưa hàng giờ sai nha. Vải cát nha cả nhà, dáng đầm mà chữ A đuôi cá nè, đẹp chưa? Và cái phần đuôi cá này thì em sẽ may cho mình theo cái kiểu là đắp chéo nha. Hiện tại bên em chỉ còn một mẫu như vậy thôi, chất cát cho mình. Mặc lên là bao đẹp cho cả nhà mình luôn nha. Nhìn thôi mình đã thấy ghiền rồi đúng không? Lên form lên dáng, siêu tôn dáng cho mình luôn. Rồi chị Hoàng Hà có đơn hàng nha. 139.000 chị ơi. Có 139.000 đồng là được một cái em đầm này, quá đẹp cho mình luôn. Hàng này chất cát nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1298. Rồi em chào chị Ngô Yến luôn nha. Cái màu đen này mã sản phẩm là 1291 chị ơi. Màu đen mã sản phẩm 1291 này em chưa có mặc. Để em mặc lên cho chị xem nha. Màu đen này thì em sẽ có tới hai màu lận. Em có màu trắng nữa. Màu trắng là 1301. Nhưng mà màu trắng hình như em còn có 3 size à. Rồi em còn màu đen hình như còn full size nè chị. Chị Lê Thùy Vương có đơn hàng nha, để mặc cái màu đen cho chị coi. Chị Thu Vũ 61kg mặc 2X giùm em. 61kg mặc 2X là vừa nha. Bây giờ thì em sẽ chuyển sang cho mình cái là màu đen. Cái chị mình còn muốn em mặc lên mẫu nào nữa, mình comment phía dưới này giùm em nha. Em mặc lên người cho cả nhà mình cùng xem luôn. Eo 74 là chị mặc size L hoặc XL để chị. Eo 74 cái mẫu đầm mà đưa cá này chắc chị mặc size L hoặc XL sẽ vừa nha. Còn tùy theo nữa. Các bạn sẽ tư vấn với chị nha. Bây giờ em sẽ lên thêm cho mình mẫu này. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1291 màu đen nha. Em có hai màu, hồi nãy thì em đã mặc màu trắng rồi. Màu trắng hồi nãy em mặc mã sản phẩm là 1301 nha. Còn màu đen này, chất liệu vải này á là vải thun Mỹ. Cả nhà mình nếu vô đặt một màu rồi á thì chắc chắn các chị mình sẽ quay lại đây đặt thêm màu nữa, lên đầm đen đi shop. Rồi ok, sau mẫu đầm này lên màu đen nha chị Trinh Kiều nha. Rồi em chào chị Nguyễn Hằng, 1298, 65kg mà em bao nhiêu chị Hồng Đào ơi? Em tối đa chắc 83 đổ lại chị. Em tối đa chắc tầm 83 đổ lại như chị Hồng Đào nha. Rồi em đang mặc trên người nè, cái sợi dây đó mất tiêu rồi nhỉ. Em đang mặc trên người bạn sản phẩm là 1291. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1291 nha cả nhà. Đầm này thì hiện tại em đang có cho cả nhà mình là 4 size, size M, size L, XL với lại 2XL. Trong tầm là khoảng từ 40kg cho đến là 65kg có đơn. Rồi bây giờ chị khách nào mà mình từ 40 cho đến 65kg đặt hàng sớm em tư vấn chưa hàng nha. Cái em đang mặc trên người là em lấy cái size nó bị to rồi cả nhà. Rồi mặc đầm 70kg, ok chị luôn. Em sẽ mặc cho mình cái đầm đen mà có size 70kg luôn nha. Em sẽ mặc cho mình cái đầm đen mà có size 70kg cho mình luôn. Tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1291. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1291. Chị nào chưa có cái đầm này của em đặt hàng sớm nha. 1291 với số điện thoại tư vấn trước xe cho cả nhà mình luôn. Xe nhanh cho mình, chị còn có giá tiền là 1299 Rồi em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1291 nha cả nhà. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm, em tư vấn chưa hàng. Ok, chị Hoàng Minh Phúc nè, có đơn hàng nha. Rồi, em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1291, 179.000. 1291, 179.000 đồng. Đây em có cái đen cây khô rồi nè chị. Hồi nãy em mặc vàng cây khô đúng không? Hồi nãy em mặc vàng cây khô nè. Chị em có cái đen cây khô nè, chị nào muốn coi mình comment phía dưới cho em nha. Là em đang mặc trên người mã sản phẩm 1291 xem nhanh. 1291 xem nhanh luôn, 179.000, 179.000 đồng cho chị Nguyễn Thị Thanh Thảo nha. Bây giờ em sẽ tiếp tục thay thêm cho mình mẫu khác.
gì vậy? Có 1269 không? Ê, trả tôi cái 1269 bà nội. Trả về có lấy đâu là trả. Lấy bữa giờ má. Em không có lấy nha. Bây giờ tụi bay đừng lại trách nhiệm quá. Rồi tiếp tục em sẽ thay thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đồng khác nữa nha. Mày nằm đó mình nhìn. Thôi ai chở nông lấy giùm mày bà Thảo. Tiếp tục. Đó hả? Rồi bây giờ em sẽ lên thêm cho mình cái đồng. Ui chạy qua bên đây rồi. Chạy qua bên này rồi mới nhớ là phải mặc cái đồng 70kg màu đen. Rồi để mặc cho mình cái đồng màu đen 70kg nha. Chị Lan có lên chỉnh luôn không? Hay là ngủ xong rồi lên? Em đi bớt no rồi đó. Là ngồi trước và lên đó hả? Rồi tiếp tục nha. Em đang mặc cho người. Mã sản phẩm là DA 1303. Mẫu em đang mặc cho người. Mã sản phẩm 1303. Em chào chị Phạm Phương nha. Mẫu em đang mặc cho người 1303. Chị Nguyễn Thị Hồng Đào có đơn hàng nha. 1298 139 ngàn. Chị ơi, cái đầm này có 70kg nè cả nhà. Đầm này 70kg mà màu đen như mình luôn nha. Rất là xịn sò luôn. Coi dạng 4 chiều nha cả nhà. Coi dạng nhiều lắm. Chất Atasi sang xịn mịn nha cả nhà mình luôn nha. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1303. Chất Atasi em dệt nổi kim tuyến ở ngay bề mặt cho cả nhà. Đó, đẹp chưa ạ? Còn cái mặt bên trong thì khá là mướt và mịn. Cả nhà mình mặc thì sẽ không có sợ châm chích hay khó chịu gì hết. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm 1303. Em xem nhanh đi cả nhà mình luôn. Giả chú đích giùm cô mấy cái rồi. Thích quá. Rồi, em đang mặc trên người, mã sản phẩm 1303 nha. Giả cho dài giả rồi. Rồi em đang mặc cái người mẹ sản phẩm là DA 1303. Trời nhìn cái mặt nó vui quá ha, nó cười á. Rồi em đang mặc cái người mẹ sản phẩm 1303 nha. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm, em tư vấn về hàng giờ sai cho cả nhà mình luôn. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại cho em là được nha cả nhà. Dán đầm này dán đầm body suông nha, 70kg độ lại, eo tối đa 90 độ lại cho em. Eo tối đa 90-92 độ lại cho em mà đẹp thoải mái nha cả nhà ơi. Xuất sắc chưa? À, đầm màu đen mà cũng có size 70kg thì em còn mẫu này nữa, đen đuôi cá. Đen đuôi cá này mã sản phẩm là 1326. Đen đuôi cá này mà sản phẩm 1326 nha cả nhà, cũng đồng giá là 100. Ủa, quên đổi, cái đầm này 179, cái đầm này 199. Đó. Cái mặt địch thấy ghét quá. Rồi em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1303 nha cả nhà, 1303. Bây giờ thêm sẽ tiếp tục thay thêm cho mình một cái em đầm khác. Chị Trang Phạm có đơn hàng cho chị Trang Phạm thôi nha, tùy theo chiều cao vòng em bên em tư vấn trước sale. Rồi đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1303 nha cả nhà. Đang mặc trên người mã sản phẩm là 1303. Em chốt nhanh cho cả nhà mình luôn, chị có giá là 179.000 nha cả nhà. 179.000 đồng. Mã sản phẩm là 1303. Bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đồng khác nữa nha. Mình chờ em một chút nha. Ông đồng này thì mình đặt hàng sớm, em tư vấn tiếp theo. Với lại là màu đen mà dán suông á thì em còn cho mình cái mẫu này nữa. Cái này là đầm nhung kim tuyến. Đầm nhung kim tuyến này mấy chị khách bên em nhận được hàng khen rất là nhiều. Đầm nhung kim tuyến mấy chị khách bên em nhận được hàng khen rất là nhiều luôn. Rồi em mặc lại mẫu sơ mi cho chị xem chút nha. Mặc mẫu sơ mi chị Nguyễn Bảo An. Mẫu sơ mi ok chị luôn. Để mặc cho chị ta lại cái mẫu sơ mi nha. Mẫu sơ mi em có hai màu á chị nha. Chị thích đặt màu nào cũng được hết. Rồi mẫu sơ mi. Tiếp tục mẫu em đang mặc cái người mẹ sản phẩm là DA. Mặc đầm rồi. 1247. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1247 nha. Chị nào chưa có cái mẫu đầm này của em thì mình đặt hàng sớm, em tư vấn trước xe cả nhà mình luôn. 1247 xem nhanh, 139.000 đồng. 1247 em xem nhanh cho mình luôn nha, 139.000 đồng. 139.000 đồng thôi. Vàng cây thô là 1247 nha cả nhà. Vàng cây thô là 1247 cho mình nha, rất là đẹp cho mình luôn. À, có túi cho mình nguyên một hàng cúc phía trước, có kèm thêm hai cái túi luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1247, chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm thì giùm em. Là 1247 và kèm với số điện thoại em tư vấn trước xe thôi cả nhà. Rồi, còn cái mẫu. Ê bà Lan. Chị này đặt hàng nhưng mà nó báo là mẫu đó bên em hiện tại đang hết hàng. Là sao? 1298.
Rồi giờ sao? Dạ, vậy em nên làm gì giờ? Quá trời quá đất. Rồi chị nào chưa có thì mình đặt hàng sớm nha. Em tư vấn cho hàng về size cho cả nhà mình luôn nha. Cho em xíu nha các chị. Sáng chị có thấy không? Giờ em mới để ý á. Rồi mẫu em đang mặc cho người, mã sản phẩm là DA1247 cả nhà nha, 1247. Em có cho mình là hai màu nha, hai màu. Màu vàng là 1247, còn màu đen là 1248. Đồng giá luôn là 139.000 đồng, 139.000 đồng. Có mặc vừa hay không thì báo chứ. Không vừa thì báo không vừa chứ sao báo hết vậy ta. Rồi. Em gửi chị mấy lần có được rồi. Chị Phương Lê 1247 ok. 1247 là màu vàng cho em, 1248 là màu đen. Hai mẫu này y chang nhau, khác một cái màu nền thôi nha. Hàng lụa nha cả nhà, hàng lụa mango may một lớp kèm hai túi nha, khóa kế phía sau. Em chốt nhanh cho cả nhà mình luôn. 139.000 đồng, 139.000 đồng thôi cả nhà nha. Chị nào chưa có cái mẫu đồng này của em thì mình đặt hàng sớm, em tư vấn cho hàng giờ sau cho cả nhà mình luôn. Số lượng có hạn cả nhà nha. Trời nó đứt dây mày ơi. Lên đầm sọc, chị thích đầm sọc nào chị ơi? À, sọc caro đen trắng đúng không? Hồi nãy chị nào comment sọc caro đen trắng nhưng mà em chưa có mặc. Bây giờ em sẽ mặc cho chị xem cái đầm sọc caro đen trắng nha. Các chị mình thích đầm nào của em nhanh tay lên đơn nha cả nhà, em tư vấn chút sale luôn. Mẫu em đang mặc trên người 1247 là màu vàng nha. Cái dưới một hai bốn bảy là màu vàng nha cả nhà. Bây giờ em sẽ tiếp tục thay thêm cho mình mẫu khác. Vải von em có chị ơi, vải von em có nhưng mà hiện tại thì em đang bị lẻ sai á chị. Vải von em có, chờ em xíu nha để em vô em cầm cho chị coi vài mẫu. Rồi lên tiếp cho mình xem cái đầm này đi. Mã sản phẩm là 1324. Rồi chờ em xíu nha. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1324 nha các chị, 1324. Rồi 1248, 1248 trả lời không còn chị ơi. 1248. Trả lời hả chị? XL được không? Còn cái XL được không? Bà nhà bác em dùm em chút xíu. Bà nhà bác em dùm em chút xíu nha. Rồi tiếp tục mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm 1324. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1324. Chị nào chưa có cái đầm này của em đặt hàng sớm 1324 với số điện thoại cho em là được. Xem nhanh cho cả nhà mình luôn với mức giá chị có là 59.000 đồng. 1324. Gửi thì gửi mà nó cứ chơ chơ à. 159.000 nha cả nhà nha, 159.000 đồng. Đầm này thiết kế là bộ vest nha cả nhà, chất liệu vải kaki mềm như mình ha, co giãn nhẹ nhẹ luôn. Có sọc cho mình ha, sọc đen trắng, phối cho mình nguyên một hàng nút, có một chiếc túi thôi. Đó rất là đẹp. XL hả chị? XL bao nhiêu ký vừa? Em chưa có nhập á chị Bình Nguyễn thôi. À, chị Bình Nguyên Cúc ơi. Chị thích thì chị đặt về nhà cho bóc eo, tại vì nó sẽ hơn cái size L 5 phân. Nó sẽ hơn cái size L 5 phân. Size L thì từ 50 cho tới 55kg đúng không? Thì size XL thì từ 55 cho tới 60kg, 5kg. Và hơn 5 phân là eo sẽ từ là eo 75 cho tới 80 đó chị. Vậy giờ em mới nhắc chị là về nhà bóc eo. Chị lấy thì em nhập vô em chú chị. Còn nếu như chị không lấy thì em để đó. Chị nào muốn thì mình comment phía dưới em nhập vô nha. Em mặc 1306 đi. 1306 là cái gì ta? Rồi, à cái này đúng không? Cái này đầm von đó chị, đầm von bên em thì em sẽ có cái này là 4 cái. Cái này em còn 4 cái nha chị, 4 cái là 3 cái size M với lại 1 cái size L. Còn cái đầm này thì đầm này cũng von, em chỉ còn 1 cái L với lại 1 cái 2X. Đầm này von thì em còn đủ size nha, 1297, 1247 màu vàng chứ, 1247 màu vàng, 1297 em hết hàng rồi, 1297 em hết hàng rồi nha. Lấy XL cũng được, ok chị luôn, để em nhập cho chị một cái XL nha. Chị comment giúp em 1248 XL với số điện thoại nha chị ơi. Rồi em nhập vô cho mình rồi đó chị, lấy XL về nhà bắp eo được. Tại vì nó chỉ hơn một size chị bắp được, chứ nếu như hơn hai size thì bắp không được. Rồi, nhanh tay đặt hàng sớm nha, em tư vấn chút sale. 1248 là màu đen chị ơi, 1248 là màu đen. 1248 là màu đen cho em, còn 1297 thì nó không có liên quan rồi, 1297 em hết hàng rồi chị. Rồi để em mặc cho chị cái 1306 này nha.
chờ em chút xíu. Mẫu em đang mặc trên người mẹ sản phẩm là 1324. Mẫu đang mặc trên người mẹ sản phẩm 1324 có co dễ nhẹ nhẹ nha. Rồi Sembon 2X là 1306, cái màu xanh coban nó có 2X đó chị. Em đang mặc trên người mẹ sản phẩm là DA1324 nha, xem nhanh cho mình luôn. Chỉ còn có giá tiền là 159.000 đồng. Tà váy em sẽ may cho mình theo cái kiểu dáng đuôi tôm nha. Tà phía trước nó sẽ ngắn hơn cái tà phía sau. Tà phía trước nó sẽ ngắn hơn tà phía sau nha. May một lớp có một túi khóa kế phía sau. Màu đen kim tuyến có đai giữa. Màu đen kim tuyến mà có đai giữa là sao chị? Màu đen kim tuyến không có đai giữa đâu nha. Không có đai giữa đâu nha chị. Cái này là body suông, không có kèm đai gì hết. Rồi em đang mặc trên người mẹ sản phẩm là DA1324 nha. Đầm đen sẽ chốt cho cả nhà mình luôn với mức giá chỉ có là 159.000 đồng nha. Chị Hoa Sen có đơn hàng luôn 159k. Bây giờ thì em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác nữa nha. Các chị mình chưa có cái mẫu đầm nào của em đặt hàng sớm sớm, em tư vấn cho chị hàng chị size. Rồi lên cho mình đầm von về có size lớn với mình luôn. Sau mẫu đầm này em lên cho mình đầm màu đen kim tuyến nha chị. Để sau mẫu đầm này em mặc cho chị màu đen kim tuyến sau. Bây giờ em đang mặc trên người mẹ sản phẩm là DA1306. Mẫu em đang mặc trên người 1306 nha. Cho chị xem áo màu nâu sao em. À cái áo này đúng không? Áo này em còn 2 cái thôi. Sau mẫu đầm này em mặc cho chị coi nha. Chờ em chút. Rồi mẫu em đang mặc trên người mẹ sản phẩm là DA1. Bên cạnh đen kim tuyến. À bên cạnh đen kim tuyến. À cái này Atasi đúng không? Rồi cái này có đai giữa đúng không chị? Là nó luôn nè. Ok. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1306. Em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1306 nha. Chị nào chưa có cái mẫu đầm này của em thì mình đặt hàng sớm. Em tư vấn chị hàng dạy sao cho cả nhà mình luôn. Bên trong thân áo là có lót thun cô tâm nè. May 2 lớp kèm thêm cho cả nhà mình là 2 cái túi nha. Khóa kéo nằm đằng sau lưng và ngày hôm nay em chốt ngay cho cả nhà mình luôn. Giá chỉ có là 199.000 đồng thôi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1306 sale nhanh luôn 199.000 đồng. 1306 em sale nhanh cho cả nhà mình luôn 199.000 đồng. Đầm này em đang còn cho cả nhà mình là 4 size. Size M, size L, XL với lại 2XL. M, L, XL với lại 2XL nha. Trong tầm là khoảng từ 40kg cho đến là 65kg có đơn hàng luôn. Đẹp cho cả nhà. Màu xanh coban chất liệu vải von nha. May cho mình kỹ lưỡng là may 2 lớp luôn. Bên trong thân áo có lót nè. Kèm cho mình 2 cái túi luôn nha. Khóa kế phía sau nha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm đi giùm em. Dạ ok chị Nguyễn Bảo An nha. Mẫu em đang mặc cái người mã sản phẩm là DA1306. 1306 ngày hôm nay em chốt cho cả nhà mình luôn 199.000 đồng thôi. Từ 40kg đến 65kg có đơn. Chị khách nào bây giờ từ 40 cho đến 65kg comment phía dưới em tư vấn chùa hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn nha. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại cho em là được nha cả nhà. Bây giờ thêm sẽ tiếp tục chuyển thêm cho mình mẫu khác. Đầm này cổ tròn có phối cho mình cái viên ngọc trai nè. Nhấn cho mình cái giọt nước nữa, dễ thương như cả nhà. Mã sản phẩm là 1306 nha. Rồi mã sản phẩm là 1306. Chị Thu Thủy có đơn hàng của chị luôn 1306 cho em nha. 57kg chị mặc size 2X giùm em. Đầm 1306 này còn đủ size. Để em thay cho mình cái hoa nhí nha. Hoa nhí em còn có 2 cái nha chị. Hoa nhí này hiện tại thì em chỉ còn cho mình có 2 cái thôi. Rồi còn cho mình là size L với lại size L với lại size 2X. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1307. Em đang mặc trên người 1307 nha. Đầm đen xếp ly trước cạnh đen kim tuyến. Ok chị Phương Lê nha. Rồi em đang mặc trên người. Em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1307. Đầm em còn 1L 1 2X. Còn 1L 1 2X giá tiền là 299.000 đồng nha cả nhà. Đầm này là mẫu best seller nhà em. Tuy rằng em chỉ còn 2 cái nhưng mà giá tiền vẫn giữ là 299k. Đây cái cổ cũng có phối nút, có nhấn giọt nước luôn. Nhưng mà màu rất là xinh nha. Đầm này em chốt luôn 299.000 đồng. Mẹ sản phẩm 1307. Chỉ còn 1 cái L với lại 1 cái 2X 1307. Còn 1L 1 2X chốt sale luôn 299.000 đồng. Hàng này không có còn về lại nha. Chất liệu vải von tâm, bên trong thân áo có lót, may 2 lớp luôn, kèm 2 túi luôn nha cả nhà. Khóa kéo phía sau sale nhanh 299.000 đồng. 50kg cho đến là 65kg có đơn hàng nha, vải von nha cả nhà. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1307. 1307 299.000 đồng nha. Rồi bây giờ em sẽ mặc cho mình cái đầm đen có zip ly phía trước nha.
Rồi chị Nguyễn Nguyệt Quế chào chị em mình luôn. Tiếp tục thì em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác. Đi đâu mà lượn tới lượn luôn giờ. Rồi tiếp tục em sẽ thay thêm cho mình mẫu khác. Các chị mình chưa có cái mẫu đầm nào của em thì mình đặt hàng sớm nha. Em tư vấn trước xe mình luôn. Lên thêm cho mình cái mẫu đầm này đi. Cái này nè. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Mỹ phẩm á. Dạ, đang hồi nào vậy? Lâu rồi. Tại sao không kêu em với? Đặt lâu lắm rồi. Thật là giờ mới mang lên sàn. Đặt rồi hồi mấy tháng trước má ơi. Dạ. Dễ thương á. Em không có cái nào để đựng hết trơn á. Cái này để mình đựng đi du lịch á. Rồi chị đặt ở đâu vậy? Sọc pipi. Dạ, cho em cái link đây. Tỉa không? Dễ thương á. Tại vì của em lộn xộn hết trơn. Nó bị trầy, nó bị gãy. Trời ơi, coi con mèo vậy, cái mặt. Rồi em đang mặc trên người 1326 nha. 1326 đồng này em đang có. Ôi nhìn nó xịn sò quá ha. Rồi mẫu em đang mặc trên... Ủa, mặc lộn rồi. Trời ơi, lo nhiều chuyện với bà mặc lộn rồi bà lát. 1298 còn hàng nha. Chờ em xíu, em bị lộn rồi chị ơi. Hai cái để kế bên nhau, cái mặt lộn. Vậy đó hả? Tiếp tục. Chị nhớ cho em cái shop đó nha. Để em đặt. Shop mà. Hả? Hồi đó đâu có chỉ mình chưa. Chưa. Hay mua kẻ mắt kẻ mày nè. Là tao mua con shop đó đó. Là sao? Không nhớ. Có người khóc gì nhất mà. Tại kẻ mắt em mua chỗ khác mà. Em mua chỗ khác chị mà. Rồi em đang mặc trên người 1326 nha. 1326 mà bữa giờ em làm biến kẻ mắt quá à. Tẩy trang lâu. Rồi 1326 70kg độ lại cho em. Em tối đa 90-92 cho em luôn. Chất Atacy nha cả nhà, xinh lắm ha. Đầm body đuôi cá. Có xếp ly phần eo nè. Bên hông có nguyên hàng ngọc trai. Body đuôi cá nha cả nhà. Mẫu em đang mặc trên người 1326. 1326 ngày hôm nay em chúc luôn nha cả nhà mình. Với mức giá chỉ có là 199.000 đồng. Rồi 199.000 đồng. Mã sản phẩm là 1326 cả nhà nha. Đẹp xuất sắc cho mình luôn. Co giãn 4 chiều nha cả nhà. Co giãn rất là tốt cho mình luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1326 co giãn siêu tốt. Rồi xem nhanh cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng thôi. Lấy 1298. Chị Hồng Đào vậy hả chị? Ok. Chị Lồng Minh em chào chị yêu mình luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1326 xem nhanh. 199.000 đồng. 199.000 đồng. Đặt hàng thì mình comment giúp em 1326 với số điện thoại cho em. 199.000 đồng cả nhà nha. Có cái độ co giãn tốt lắm. Chị Dương Bảo Ngọc có đơn hàng của chị Dương Bảo Ngọc nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1326. Chị Phương Lê 1326 có đơn hàng. Chất Atacy kim tuyến ếch nhũ này. Cái mặt của em dệt nổi kim tuyến với mình luôn. Cái mặt bên trong khá là mướt và mịn cho mình luôn nha. Sáng chị like được bao lâu rồi chị đây? Rồi, chị nào chưa có đầm này thì mình đặt hàng sớm xa hết cho chị Nguyễn đẹp nha. Mẫu em đang mặc trên người 1326, 70-72kg độ lại cho em. Coi dẫn nè, đẹp chưa? Xuất sắc luôn, chất Atacy nha. Body đuôi cá nè, đẹp chưa cả nhà. Xem nhanh cho mình luôn nha. Chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng. 199.000 đồng thôi nha. Bây giờ thì em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác. Các chị mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em là 1326 và kèm với số điện thoại em tư vấn cho hàng chờ sai cho mình luôn nha. Bây giờ thì em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa. Mình chờ em xíu nha. Tiếp tục thêm sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác, chờ em chút nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1311, làm chiếc lá nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1311 nha cả nhà, 1311. Đầm này thiết kế là cổ V nè, tay ngắn cho mình nha. Dáng đầm suông cho mình luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1311. Rồi bây giờ chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn. 1311 kèm số điện thoại cho em ha. Đầm này chất liệu vải tâm nha cả nhà, nền đen có phối như mình chiếc lá nè. Có kèm cái sợi dây. Đầm này dáng đầm phong suông rộng nha. Em chốt cho cả nhà mình luôn 159k. Trẻ đẹp luôn nha cả nhà. Hàng này vải tâm nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1311. Đầm đang mặc trên người 1311 nha cả nhà. Rồi 51kg đầm này chị mặc size M là được luôn ấy.
đẹp lắm, nền đen nè, có phối cho mình chiếc lá nè. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1311. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm đi dùm em nha, em tư vấn chờ hàng luôn. 1311 kèm số điện thoại. 1311 kèm số điện thoại cho em luôn, chốt luôn cho cả nhà mình nha. Cho chị xem lại áo với nha, ok chị Nguyễn đẹp nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1311 này chị 159.000 đồng một lớp 2 túi nha. Nền đen cho mình có phối lá nè, họa tiết này rất là lạ cho mình luôn. Có 159.000 đồng thôi, đủ size M là XL và là 2XL. Số lượng ít nha cả nhà. Rồi 4 size M là XL và là 2XL. Bây giờ thêm sẽ tiếp tục chuyển thêm cho mình xem mẫu khác. Lên cho mình làm tay dài đi nha, để giảm tầng lên làm tay ngắn tay lỡ không mà chưa có lên làm tay dài. Bây giờ thêm sẽ chuyển thêm cho mình cái làm tay dài nha. Rồi chờ em một xíu nha cả nhà. Nên cái tay này nè. Cái gì? 6.000. Vậy hả? Ừ. Không, em không có mua chung shop đó. Em mua ở cái shop mua mua sự liên hệ. À. Bên đó thì nó đắt hơn. Mà hồi bữa em mua cái kia màu đen. Rồi, còn cây màu nâu ở nhà em vẫn còn một cây. Trong giỏ em vẫn còn hoài, tại vì không có túi đựng riêng á, cho nó bị gãy đầu hết trơn rồi. Tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1323 nha cả nhà. Em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1323. Đầm em đang có cho cả nhà mình là 4 size M, là XL với lại 2XL. Đó, có co giãn ha, hàng kaki mềm co giãn nhẹ nhẹ. Rồi, chị Nguyễn Liên chị mới nhận được 6 cái đầm này, em đẹp lắm. Cả nhà thấy không? Khách bên em mua một lần không phải là mua 1-2 cái, mà mua lần là 6 cái luôn. Mẫu em đang mặc trên người 1323, 6 cái không có nhiêu tiền hết cái chị ơi, có 100 mấy cái à, 100 mấy hoặc 99.000 đồng cái à. Mua đã luôn. Em đang mặc trên người mã sản phẩm 1323. Em trước cho cả nhà mình luôn nha. Ôi cái đầm này em còn có 3 size à. Size L. Ôi trời, cái size gì mà nó bị chéo ngoeo vậy. Size L, XL là 2. Em có size M rồi nha cả nhà. 50 cho đến là 50 đến 68 kg nha. Cho xem mẫu ngoài trên xào cao. À túc trên này đúng không? Cái này đúng không chị? Rồi ok chị luôn nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1323. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1323. Chị nào chưa có cái đầm này của em đặt hàng sớm nha. Là 1323 và kèm với số điện thoại em tư vấn chưa hàng chưa size luôn. Cổ lá đắp chéo nha cả nhà. Tay này tay lửa ha. Tay lửa này cả nhà ơi. Để tay có phối ren cho mình ha. Đẹp chưa? Rồi, có cái nút luôn. Dán đầm xòe một lớp kèm hai túi nha, 50 đến 70 kg. 50 đến 70 kg cho em bầu bì bông trên thoải mái, mua mặt cũng đẹp mà mua tặng cũng sang nữa. Cái họa tiết mà sọc caro này cả nhà, em đứng gần cho mình nhìn nha. Không có sợ qua thời hay lửa mốt luôn cả nhà, mịn mướt lắm. Mẫu em đang mặc trên người 1323. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1323. Chị khách nào mà mình chưa có cái đầm này của em đặt hàng sớm là 1323 và kèm với số điện thoại em tư vấn chờ hàng chờ size nha cả nhà. Đẹp luôn. Rồi chị có giá tiền là 199.000 đồng. Tay dài nha cả nhà, bên em có mẫu này tay dài thôi. Xinh lắm, mặc lên là siêu trắng luôn. Mặc lên là cái nó đánh bật màu tông da của mình lên mấy tông luôn cả nhà. Sale nhanh luôn, 199.000 đồng nha, 199.000 đồng. Bây giờ thì em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác nữa đây. Chị nào chưa có mẫu đầm này đặt hàng sớm, chị ấp bu có đơn hàng chị ấp bu luôn nha. 1323 sale nhanh luôn, 199.000 đồng cho các chị mình. Bây giờ thì em sẽ mặc cái đầm ở bên ngoài cho cả nhà mình xem. Xuất sắc. Mã 1318. Lai xong em sẽ chờ chị lai xong em sẽ lên trển em lên tiếp. Ngủ. Hồi sáng có ngủ rồi. Hôm nay xong em sẽ chơi game. Chị lai xong em sẽ lên trển. Rồi tiếp tục nha, em sẽ thay thêm cho mình mẫu khác. Lai xong mà đừng có dính tới 4:30 mới công mệt lắm. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1318. Em đang mặc trên người mã sản phẩm 1318 nha. Chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm 1318 kèm số điện thoại cho em. 1318 kèm số điện thoại em tư vấn chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn nha. Số lượng có hạn nha cả nhà. Đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1318. 249.000 đồng cái đầm này.
đầm này có hai màu lận nha, màu vàng với là màu đen. Màu đen này mã sản phẩm 1318, em có cái đầm màu vàng nữa, xin hai cả nhà, 249.000 thôi, chỉ có giá là 249.000 đồng thôi nha. Chị nào thích cái đầm màu vàng á thì mình comment giúp em là 1317. Thích màu vàng nên để vào màu vàng chanh, có phối cho mình là hoa này, hoa dâm bụt màu vàng cam đó. Các em đang mặc trên người nền đen và có phối cho mình hoa cũng màu vàng cam luôn. Đồng giá là 249.000 đồng nha, 249.000 đồng. Các chị mình thích cái đồng nào của em đặt hàng sớm sớm nha, em tư vấn cho hàng giờ sai cho cả nhà mình luôn nha. Mã kèm giá kèm số điện thoại nha. Rồi chị có giá tiền là 249.000 đồng nha cả nhà, 40-65kg. 40-65kg mặt đẹp nha cả nhà, 40-65kg mặt đẹp. Chị khách nào chưa có cái đầm này đặt hàng sớm thì dùng em 40-65kg mặt đẹp cho em nha. Chị Trần Cẩm Ly có đơn hàng cho chị Trần Cẩm Ly luôn. 1317 là màu vàng, 1317 là màu vàng, 1318 là màu đen cho em chút. Cây cho mình đồng giá là 249.000 cả nhà, 249.000 đồng thôi. Bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác. Đó, các chị mình chưa có cái mẫu đầm này của em đặt hàng sớm nè, em tư vấn chút xem. Lên cho mình cái đầm màu vàng này cho tôi cả nhà, đẹp lắm luôn nha. Hôm qua đặt hàng không thấy gọi. Dạ chị Mai Anh, chị cho em xin lại số điện thoại. Chị có nhớ hôm qua chị đặt mẫu gì không? Chị có nhớ hôm qua chị đặt mẫu gì không chị ơi? Cho em xin số điện thoại lại nha, để các bạn sẽ chốt cho mình lại nha chị. Rồi em đang mặc cho người mã sản phẩm là DA1317 nha. 1318 là 249.000 thôi. Tiếp tục thêm sẽ thay thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa đây ạ. Chưa có mẫu đầm nào đặt sớm cho em nha. Rồi đây, lên thêm cho mình cái đầm này nữa. Mẫu em đang mặc trên người nè, mã sản phẩm là 1325. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1325 nha cả nhà. Đầm này thì hiện tại em đang có nha cả nhà mình là 4 size, size M, size L, XL với lại 2XL. Em chào chị Tinh Tinh nha. M là XL với lại 2XL. Cổ tim cho mình có phối cho mình là 3 cái nút vân gỗ, tay lỡ luôn, 3 eo cho mình dán đầm phơm xoè. Một lớp kèm hai túi khóa kế phía sau. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1325. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1325. Chị nào chưa có cái đầm này của em đặt hàng sớm nè cả nhà ơi. Form nhắn đầm này hơi bị sang luôn á. Cái đầm này cả nhà mình không nhanh tay đặt hàng hết, uổng lắm luôn nè. 1325. 1325 cho em 4 size. M là XL với lại 2XL. M là XL với lại 2XL. 40kg cho đến là 65kg có đơn. Rồi bây giờ chị khách nào mà mình từ 40 đến 65kg đặt hàng sớm. Hàng này lụa mango nha cả nhà, coi dễ dàng nhẹ nha. Đầm này form dán hồi lên bao đẹp, bao sang chảnh cho cả nhà mình luôn. Mà chỉ có giá là 199 thôi à. Đầm này cả nhà mình mặc đi chơi Tết là quá đẹp luôn nè. 199.000 đồng mã sản phẩm 1325. Rồi các chị mình còn muốn em mặc lên mẫu nào nữa không? Nhanh tay comment phía dưới. Mặc lại cái đầm đuôi cá hoa hồng, đuôi cá hoa hồng đây chị ơi. Rồi đúng thế này không? Để em mặc lại cho mình coi nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1325 sale nha, 199.000 đồng. Eo 92 mà không vừa chị ơi. Mẫu 1325 này chỉ có eo 86 độ lại thôi. Em tối là em 85-86 độ lại thôi. Mẫu em đang mặc trên người 1325 sale nhanh luôn, 199.000 đồng, 199.000 đồng nha. Chị Nguyễn Thị Lương có đơn hàng với chị Nguyễn Thị Lương luôn. Tiếp tục thì em sẽ chuyển thêm cho mình mẫu khác. Ủa, hồi nãy chị lai tới tiếng rưỡi thì còn nhiêu chị này? Hả? Em cũng đang như vậy. Rồi tiếp tục nha. Em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1320. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1320 nha cả nhà, 1320. Đầm này thì em đang có cho cả nhà mình là 4 size, size M, size L, XL với lại 2XL. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1320. Cổ tròn nha cả nhà, xinh chưa? Cổ tròn nha, tay lỡ nha, bo eo dán đầm body đuôi cá. Mặc zoom sọc đỏ. Zoom sọc đỏ ở đâu? À đây, zoom sọc đỏ đúng không chị? Rồi ok, để em mặc cho chị xem. Zoom này em trước của mình có 69k một chiếc thôi, rất là rẻ. Chị Bùi Vân em chào chị yêu mình luôn ạ. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mạng sản phẩm 1320. Đầm này đầm body đuôi cá nha cả nhà, body đuôi cá. Nền đen cho mình có phối với mình hoa hồng nè, hoa hồng màu cam, màu xanh ha. May một lớp cho mình hàng lụa mango có co dễ nhẹ nhẹ luôn, may rất là đẹp nha cả nhà. Chốt nhanh cho mình luôn. Đầm này bao sang không sao, lấy tiền cả nhà mình luôn. 179.000 đồng. Đầm này mặc lên là thấy tưởng là mấy trăm đúng không?
Bây giờ các chị mình đặt hàng đem chút luôn, 179.000 đồng. Đừng quên chia sẻ lại cho shop 3 lần nha. Mỗi chị chia sẻ 3 lần lên tường. Và nhóm vào để với chế độ công khai em tư vấn chút sale. Đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1320. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1320 nha các chị. Chị nào chưa có cái đầm này của em đặt hàng sớm là 1320. Và kèm với số điện thoại em tư vấn chơi hàng chợ xa nha. Bây giờ thì em sẽ tiếp tục thay thêm cho mình mẫu khác. Rồi, lên cho mình cái zoom sọc đúng không? Zoom sọc ngày hôm nay em chốt luôn 69k. Zoom sọc ngày hôm nay em chốt cho mình luôn có 69k thôi. Chưa có đồng nào đặt hàng sớm nè, em tư vấn chốt xe cho mình luôn nha. Zoom sọc mã sản phẩm là DA1280. Đựng được không chị đây? Đựng được nhiều đồ không? Thích vậy. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1280. Chị khách nào chưa có cái đầm này đặt hàng sớm cho em luôn nha. Em chào chị bé nhoi ạ. 1 1 2 8 10. Rồi, đầm này em sẽ có cho cả nhà mình là 3 size, size M, size XL với lại size 2X, size M, size XL với lại size 2XL nha. Trong tầm khoảng từ 40kg cho đến là 57kg thôi, 40-57kg. Tại vì cái zoom này cái form hơi bị nhỏ nha. Em sợ các chị mặc chật ngay cái phần đùi cho cả nhà mình nhớ trừ 2 giúp em, 40-57kg thôi nha. Đó, chị nào mặc size ML thì mình đổi sang size XL hoặc 2X. Còn chị nào mà mình đùi mình gầy, mình bé rồi thì mình cứ đặt size ML. Em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1280 nha. Rồi zoom sọc nha cả nhà, đẹp chưa? Đầm này, ở zoom này em còn cho mình là một cái size L. Ủa, một cái size M, sao đó? Một cái size M, hết size L, 8 cái XL và 5 cái size 2X. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 14 cái nha. 1280. Cái zoom này chất liệu vải của nó là vải von nha cả nhà, von 2 lớp kèm 2 túi khóa kéo phía sau. Sọc đỏ cho mình luôn 69.000. 69.000 đồng mẫu đang mặc 1280. 69.000 đồng mẫu đang mặc trên người 1280. Chị khách nào chưa có cái mẫu này comment phía dưới giúp em là 1280 và kèm với số điện thoại em tư vấn chờ hàng chợ size 1280 với số điện thoại cho em là được ha. Rồi zoom sọc nha cả nhà ơi, xuất sắc chưa? Zoom sọc xuất sắc cho cả nhà, 1280. 1280 với số điện thoại cho em, 69.000 thôi, đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi, chị Nguyễn Hà có đơn hàng cho chị luôn, 1280, 69k. Còn chị nào chưa có đồ hồng nha, ta lên đơn, muốn em mặc thêm cho mình cái mẫu này, mình comment phía dưới cho em nha. Để em mặc lên cho cả nhà mình cùng coi luôn. Ông đầm nào comment phía dưới nha, cả nhà em tư vấn cho hàng dự sao cho cả nhà mình luôn. Rồi, zoom sọc ngày hôm nay em chốt xe cho mình luôn, 69k. 69k thôi nha cả nhà. Bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác. Mình chờ em một xíu nha. Tiếp tục chuyển mẫu cho mình nha. Không có mẫu nào comment phía dưới cho em tư vấn chút xem. Zoom sọc 69k, mã sản phẩm là 1280. Mã sản phẩm là 1280 nha cả nhà. Rồi chị Lê Nguyễn có đơn hàng chị Lê Nguyễn luôn nha. Chờ em xíu nha để em thay thêm cho mình mẫu khác. 40-57kg chứ, 40-57kg thôi. Đó, tại vì em sợ cái chân cái phần đùi không có vừa. Chà, chị dám chưa ha, từ 40 cho tới 57kg thôi à. Bây giờ thì em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa nha. Lên cho mình đầm này đi. Đầm sơ mi, form rất là sang. Cả nhà mình mặc đi chơi cũng được, mà mình mặc công sở cũng được luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1300 nha cả nhà. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1300. Đầm này thiết kế là của sơ mi ha. Cổ sơ mi cho mình, tay lỡ, bo eo cho mình, dán đầm phơm xòe. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1300. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1300. Chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm nha. Nền vải màu xanh đen, có phối cho mình họa tiết như thế này. May cho mình một lớp nha, có hai túi và khóa kéo phía sau. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1300. Rồi bây giờ chị khách nào mà mình chưa có cái đầm này comment phía dưới cho em. Hàng lụa mango cao cấp có co giãn nhẹ nhẹ nè cả nhà ơi. Mặc vải thì khá là mịn, êm mềm mà thoải mái luôn, sờ lên là mướt tay cho mình luôn. Ngày hôm nay thì em sẽ chốt cho cả nhà mình với mức giá chỉ có là 199.000 đồng. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1300. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1300. Rồi đầm này còn 3 size cả nhà, đầm này còn 3 size thôi, L, XL với lại 2X. Còn 3 size thôi, L, XL với lại 2X. Trong tầm là khoảng từ 50 cho đến là 65kg.
50-65kg mẫu răng mặt trên người mẹ sản phẩm 1300. Mẫu răng mặt trên người mẹ sản phẩm 1300 chị đều chưa có, năm này đặt hàng sớm thì dùng em nha. Là 1300 và kèm với số điện thoại tư vấn chờ hàng chờ sao cho mình luôn nha. Số lượng có hạn nha mẹ, 8, 9, 10, 11, 12. Rồi mẫu răng mặt trên người mẹ sản phẩm 1300 nha cả nhà, có co giãn nhẹ nhẹ luôn nha. Vải mềm, mặt êm ái thoải mái, mã sản phẩm 1300 cho em. Chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm liền giúp em tư vấn cho hàng chờ sai nha cả nhà. Đầm này chất liệu vải lụa mango, em may một lớp cho mình kèm thêm hai túi luôn. Chị Phạm Hồng Loan có đơn hàng của chị Phạm Hồng Loan luôn. 1300 em bây giờ ấm chốt cho cả nhà mình nha, có 199.000 đồng thôi à. 199.000 đồng mã là 1300. Bây giờ thì em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác nha. Đầm này thì em chỉ còn cho mình có 3 size thôi, LXL là 2X. Các chị mình thích thì mình phải nhanh chóng lên đơn thật là sớm. Lên đơn sớm có hàng sớm, còn chị nào mà mình lên đơn trễ hết hàng rất là uổng luôn. 1300 với số điện thoại cho em nha, xem nhanh cho mình luôn. Là 199.000 đồng, 199.000 đồng nha cả nhà. Bây giờ thì em sẽ tiếp tục lên thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái mẫu khác. Cái đồng nào có việc đặt hàng sớm nha, em tư vấn trước hàng cho mình luôn. Rồi, có cái đồng này xinh lắm nè cả nhà, màu cũng tươi nữa nha. 1321. Các chị mình đang xem like của em chấm bài tương tác cho em cái nha cả nhà. Thích đồng nào comment liền phía dưới cho em nha. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người nè. Mã sản phẩm là DA1321. Đồng đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1321 nha cả nhà, 1321. Đồng này thì hiện tại em đang có cho mình là 4 size từ 40kg cho đến 67kg có đơn. 40-67kg có đơn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1321. Đồng này thì em sẽ có cho cả nhà mình là hai màu để mình dễ dàng chọn lựa luôn nha. Chị nào thích màu tươi thì mình có thể đặt mẫu này, 1321. Đó, cổ tròn, tay ngắn, xoắn eo, dáng đầm này dáng đầm ôm suông, co giãn 4 chiều. Hàng này chất thun layon cao cấp nha cả nhà, co giãn 4 chiều, không sợ nhăn nhầm hay chảy nhỏ vải gì hết. Đầm này thì em sẽ có cho cả nhà mình tận hai màu luôn để mình dễ chọn hơn. Rồi, chị nào thích cái mẫu em đang mặc trên người thì mình comment cho em là 1321. Còn chị nào thích mẫu em đang cầm trên tay thì mình comment giúp em là 1322. 40-67-68 cái có đơn và em tối nay 88 đổ về cho em mặc đẹp nha. 1321, sale nhanh 199.000 đồng. Rồi, 1321 sale nhanh cho cả nhà mình luôn, 199.000 đồng. Còn cái em đang cầm trên tay là 1322, 40-67kg có đơn. Rồi, chị khách nào từ 40-67kg comment phía dưới giùm em nha. Hàng này chất liệu vải thun layon cao cấp nha cả nhà, to diễn phải nó là 4 chiều cho mình luôn. Đầm này được 2 màu. Đầm em đang mặc trên người 1321 thì nền vàng, hoa hồng màu cam. Còn cái em đang cầm trên tay là nền màu nâu, cũng hoa hồng màu cam cho mình luôn nha. Co diễn rất là tốt, co giãn là siêu tốt cho mình luôn. 199.000 đồng, 40-67kg nha cả nhà. Bây giờ thì em sẽ tiếp tục chuyển mẫu nha. Các chị mình chưa có đồng này đặt hàng sớm cho em luôn, 1321 với số điện thoại, 1321 với số điện thoại. Em chào chị Ngọc Tú nha. Bây giờ thì em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác. Các chị mình chưa có đồng này đặt hàng sớm liền dùm em, 1321 với số điện thoại cho em là được nha cả nhà. Rồi, đây em sẽ thay thêm cho mình xem một cái em đồng khác nữa. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem cái em đầm này đi. Xem nhanh cho mình luôn, 99.000 luôn. Mẫu em đang mặc trên người 1249, xem nhanh luôn, 99.000 đồng thôi nha. Rồi, mẫu em đang mặc trên người nè, xinh lắm. Nền xanh đen, phối cho mình hai cúc trắng, 1249. Đang mặc trên người 1249, em sẽ còn cho mình là size XL với lại size 2XL. XL với lại size 2XL nha. 55-65kg mặc đẹp. Mẫu em đang mặc trên người 1249, 55-65kg. Chốt ngay cho cả nhà mình luôn với mức giá chỉ có là 99.000 thôi, 99.000 đồng. Mã sản phẩm là 1249. Mẫu đang mặc trên người 1249. Ngay bây giờ chị nào chưa có đồng này của em thì mình đặt hàng sớm cho em là 1249 và kèm với số điện thoại em tư vấn cho hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn nha. Số lượng có hạn, chị nào đặt hàng trước thì sẽ có đơn hàng nha. Cổ này cổ đắp chéo, tay lỡ cho mình luôn, bao eo dán xòe, có co giãn nhẹ nhẹ. May một lớp nha cả nhà, kèm thêm hai cái túi nha, khóa kéo sẽ nằm đằng sau lưng. Mã sản phẩm là 1249 nha. Rồi, mã sản phẩm là 1249. Chị nào chưa có đồng này lên đơn cho em luôn cả nhà ơi. 99.000 đồng nha cả nhà. Đầm này vải lụa mango nha. May một lớp cho mình nè, kèm theo cho mình hai cái túi nè, xịn xò chưa? 99.000 đồng luôn. Đầm này em cao 1m65, nó dài qua gối em 15 phân nha cả nhà. Nó khá là dài.
sale nhanh luôn, 99.000, 99.000 đồng mã sản phẩm là 1249. 99.000 đồng mã sản phẩm 1249. Các chị mình thích đồng này comment phía dưới cho em 1249 với số điện thoại cho em là được nha. Rồi số lượng có hạn cho cả nhà mình luôn. 99.000 đồng thôi, 55 đến 65 ký có đơn hàng. Các chị mình đặt hàng bên shop á, mà mình dùng đơn 600.000 đồng thì mình sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc cả nhà nha. Rồi đang mặc trên người 1249 xem nhanh cho cả nhà mình luôn. Chỉ có giá tiền là 99.000 đồng thôi, 99.000 đồng nha. Nãy giờ chị nào mà mình đặt hàng mình chưa chia sẻ livestream á thì mình cố gắng mình chia sẻ là sớm sớm cho em nha cả nhà. Bên em tư vấn chốt đơn rồi đi đơn cho mình luôn nha. Mẫu đồng này cũng đã khép lại bài livestream sáng ngày hôm nay của em rồi. Chị khách nào mà mình vào sau có thể coi lại bài livestream này nha, hoặc là mình đón xem những bài livestream kế tiếp của bên em. Bây giờ thì em sẽ kết thúc bài livestream tại đây. Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ. Chúc cả nhà mình có một buổi sáng thật là vui vẻ nha.